Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 85. Cứ đợi đấy xem. Trần Tử Ngọc vẫn chưa thu hồi ánh mắt đã nghe Sở Mộ Viêm nói một câu như khiêu khích, hóa thành một luồng sáng, chui vào trong khe nứt nhanh như chớp. Vù! Cảnh ấy lập tức khiến mọi người kinh hãi, khe nứt đó còn chưa nứt ra hoàn toàn, kiếm mang sắc bén vô cùng, Sở Mộ Viêm lại xông vào trong như vậy. Trần Tử Ngọc lạnh lùng cười, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, không hề sợ hãi nối gót theo sau hắn ta. Ầm! Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, hai bóng người đã lần lượt bùng lên ánh sáng chói lóa, mỗi người tung ra một chưởng, phá tan vô số kiếm mang, miễn cưỡng xông vào trong. Trong nháy mắt, bọn họ đã vào bí cảnh kiếm tông, biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Đi! Một lúc lâu sau, trong mắt năm người đám Âu Dương Hạo đồng thời tỏa ra ánh sáng sắc bén, cùng lao sang đó. Mấy người mỗi người đều sử dụng thủ đoạn, dần dần từng bước đi về phía trước trong kiếm mang rực sáng. Tuy bước đi hơi chậm, không dứt khoát nhanh nhẹn bằng hai người Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm, nhưng cuối cùng cũng lần lượt vào bên trong. Không hổ là thất tú thiên lăng, mỗi người đều mạnh đến đáng sợ. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Khí phách và thực lực thế này đúng là không thể bì kịp. Vù, vù, vù. Có người tâm phục, nhưng cũng có nhiều cao thủ cảnh giới âm dương đại thành không phục. Thấy thất tú thiên lăng đã xông vào trong, bọn họ không muốn tụt lại phía sau quá nhiều, thế là cũng bay lên trời, tiến về phía khe nứt mà kiếm quang tạo ra. Vù. Nhưng rất rõ ràng, muốn vào trong bí cảnh kiếm tông trước thời gian không dễ như vậy. Những bóng người bay qua đó hầu như bị đẩy trở về ngay lập tức, rơi xuống đất, máu chảy đầm đìa, vô cùng chật vật. Chỉ có rất ít người cố gắng chiến đấu một phen, lê tấm thân tàn miễn cưỡng vào trong. Hình ảnh kinh dị này lập tức khiến nhiều người xua tan ý niệm trong đầu, đông đảo võ giả trên hoang nguyên đều không dám hành động tùy tiện, thành thật đợi kiếm mang hoàn toàn suy yếu mới vào trong. Có thể vào trong chưa? Thử xem sao. Mặt Lâm Nhất lộ ý cười, lập tức chậm rãi bước qua, thi triển thất huyền bộ đến mức đỉnh phong, kim quang trên người hắn phát ra chói lòa, tốc độ nhanh vô cùng. Chớp mắt đã vượt qua hết mấy ngọn núi, đáp xuống phía trên một cánh đồng hoang vu rộng lớn. Khi hắn vừa mới xuất hiện thì đã có khá nhiều ánh mắt chuyển về phía hắn, trong đó có một gương mặt sau khi nhìn rõ là hắn thì lập tức biến sắc trở nên âm u xa sầm. Lâm Nhất, kiếm nô ngươi thực sự dám xuất hiện. Là Trần Hùng, ngày đó trong buổi đấu giá tử vong đã bị sỉ nhục thậm tệ khiến hắn ta ôm mối hận cực độ với Lâm Nhất. Bây giờ trên cánh đồng hoang vu này, chỗ nào cũng là tai mắt của thế gia Thành Thiên Lăng và Tiêu Vân Tông, chỉ cần hắn dám đến gần thêm chút nữa sẽ lập tức bị phát hiện. Hắn ta vốn cho rằng Lâm Nhất chắc chắn sẽ không dám xuất hiện, không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng lại không ngờ đối phương lại thực sự giống như những gì đại ca hắn ta đã nói, sẽ xuất hiện một cách quang minh chính đại. Bây giờ, lúc phát hiện ra Lâm Nhất, sát ý và oán hận trong lòng hắn ta đã không thể kiềm chế nổi nữa mà bùng phát. Quát lớn một tiếng, trong không trung bỗng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Danh tiếng của công tử Táng Hoa Lâm Nhất đến nay đã có thể nói là không người nào không biết ở Thành Thiên Lăng, tiếng quát lớn này vừa vang lên đã có vô số ánh mắt đảo qua dán lên người Lâm Nhất. Lâm Nhất! Trần Hùng quát một tiếng, trong âm thanh đó bao hàm sự phẫn hận và thù hằn cực độ đã bị đè nén trong lòng rất lâu, nó như một tiếng sấm nổ đùng đùng trên bầu trời. Vô số ánh mắt khi chạm đến chỗ Lâm Nhất bỗng có khá nhiều nhân tài của thế gia bừng tỉnh. Sắc mặt ai nấy đều trở nên lạnh lùng, lần lượt đáp xuống xung quanh chỗ Lâm Nhất. Thất tú thiên lăng lặng lẽ rời đi, trên cánh đồng hoang vu mới vừa tĩnh lặng lại bỗng lập tức bùng nổ. Ông trời của ta ơi, thực sự là Lâm Nhất, thằng nhãi này lại còn dám đến đây. Mẹ nó, thằng nhóc này chán sống rồi à, chẳng lẽ Thành Thiên Lăng lại tệ hại như thế, sau khi bị sỉ nhục thẩm tệ. Thất tú thiên lăng đều đã đồng thời xuất hiện rồi mà hắn lại vẫn còn dám đến. Thực quá đáng. Đáng ghét quá, nếu là một người bất kỳ nào đó trong thất tú thiên lăng ở lại thì tốt rồi, sẽ dễ dàng ngược cho hắn tơi tả, khiến hắn phải quỳ xuống đất xin tha như một con chó. Thằng nhãi này gian xảo quá, thất tú thiên lăng vừa mới đi hắn liền nhảy ra, hắn đây là muốn nhân cơ hội nhào vào à.
Trong một thoáng trên cánh đồng hoang vu ào ào vang lên âm thanh chửi rủa căm phẫn của những nhân tài bản địa trong thành Thiên Lăng. View. Nhưng đúng vào lúc này, có một bóng người phong độ ngời ngời, thanh thoát như chim đáp xuống bên cạnh người Trần Hùng, là Hướng Thiên Hà, yêu nghiệt nội bảng hạng 48 của bảng Long Vân. Hắn ta quét mắt nhìn sau đó dừng lại trên người Lâm Nhất, sắc mặt lập tức xa sầm. Ngày đó trong buổi đấu giá tử vong, hắn ta thân là yêu nghiệt nội bảng, lại là hy vọng cuối cùng của lớp nhân tài bản địa trong thành Thiên Lăng, vốn dĩ muốn vớt phát lại chút sĩ diện trước mặt tất cả mọi người. Tiện thể cướp lại thần thạch tử diệu mang tặng cho Khuynh Nhược U Hồng đổi lại nụ cười của mỹ nhân. Ai ngờ, đã xuất ra hết ba chiêu mà không những không bắt được Lâm Nhất còn bị đối phương châm biếm là yêu nghiệt nội bảng chẳng qua cũng chỉ có vậy. Sau sự việc đó Khuynh Nhược U lại càng đối với hắn ta lạnh lùng hơn. Không còn tỏ thái độ tử tế với hắn ta nữa, hoàn toàn chẳng có ý muốn để tâm đến hắn ta. Làm cho hắn ta tức đến mức muốn hộc máu, vẫn luôn coi chuyện này là nỗi sỉ nhục lớn trong đời. Bây giờ sắc mặt hắn ta xa sầm như sắp bốc ra khói đen, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Hắn ta lạnh lùng hừ một tiếng nói, kiếm nô ngươi còn dám xuất hiện, ta nhận lời nhờ vả của Tử Ngọc huynh đợi ngươi đã lâu rồi. Ánh mắt của Hướng Thiên Hà băng lặng, chân nguyên khắp người sao động. Tựa như một vầng mặt trời nóng rẫy chói lòa, hắn ta không hề che giấu sát ý của mình. Lời vừa dứt, biểu cảm của tất cả mọi người như run lên, có một yêu nghiệt nội bảng ở đây cũng không cho phép Lâm Nhất làm càn. Hắn muốn cưỡng ép nhảy vào bên trong mật cảnh của kiếm tông thì chỉ có nước chết. He he, nếu Hướng huynh cũng ở đây, vậy bản công tử tạm thời đứng nhìn vậy. Ở vị trí bên phía Tiêu Vân Tông, có một bóng người lưng đeo trường thương đột nhiên đứng dậy. Trên người hắn ta tràn ngập uy áp của cảnh giới âm dương đại thành, mang đến cảm giác như ánh dương đang dần dần trồi lên từ phía đông của bầu trời. Là Lục Thông. Vẻ mặt mọi người ngơ ngác, hắn ta là đệ tử nòng cốt của Tiêu Vân Tông đứng hàng thứ ba, trước giờ khá là tự phụ, thiên phú ngời ngời, cực kỳ nổi danh. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Vân Tông trước sau lại xuất hiện người như Âu Dương Hạo và Sở Mộ Viêm đều được lọt vào thất tú thiên lăng. Nhất là Sở Mộ Viêm, quang mang quá chói lòa nên đã hoàn toàn che khuất hắn ta. Trong lòng hắn ta vẫn luôn đè nén cục tức này cho nên bế quan mãi không chịu ra ngoài, đến nay xuất quan thì đã mang đến cảm giác hoàn toàn cho tất cả mọi người, thấp thoáng còn có phong thái của thất tú thiên lăng. Mạnh quá, không hổ là Tiêu Vân Tông, đúng là nhân tài thập toàn. Ta thấy chẳng bao lâu nữa, Lục Thông này nói không chừng cũng có thể đứng ngang hàng với thất tú thiên lăng. Trở thành gương mặt tiêu biểu của thành Thiên Lăng. Lần này Lâm Nhất đừng nói là đi vào mật cảnh, ta thấy hắn có mà mọc thêm cánh cũng không thoát. Nhìn thấy phong thái của Lục Thông, biểu cảm của tất cả mọi người đều giật mình, kích động không thôi. He he, có Hướng huynh ở đây, chúng ta bằng lòng nhường cơ hội đánh bại Lâm Nhất lại. Đúng, không vội, dù gì giữ lại một hơi thở cho hắn, không cần vội vàng giết chết mới hay. Chúng ta còn phải nhân cơ hội sỉ nhục hắn, giày vò hắn, khiến cho kiếm nô hắn sống không bằng chết. Sau khi Lục Thông xuất hiện, Kim gia, Tần gia và Cổ gia lần lượt đều có thanh niên cao thủ cảnh giới âm dương đại thành đứng ra rêu rao thổi phồng. Thanh thế kia đúng là khiến người ta nhìn mà phát run, phảng phất khắp bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều chẳng còn chỗ nào dung thân cho Lâm Nhất. Hướng Thiên Hà, ta với ngươi không thù không oán. Ngươi không thấy sát ý ngút trời này của ngươi hơi quá đáng à? Vẻ mặt Lâm Nhất thoáng lạnh đi, hàn mang trong đáy mắt cuộn lên. Ân oán của hắn với các nhân tài thế gia thành Thiên Lăng quả thực khó mà giải quyết được, nhưng hắn lại chẳng có bất kỳ thù oán gì với Hướng Thiên Hà này. Quả thực không biết sát ý cỡ này của đối phương từ đâu mà đến. Đường đường yêu nghiệt nội bảng, khí phách trong lòng lại nhỏ nhen thế này sao? Hướng Thiên Hà nghe vậy còn tưởng Lâm Nhất đã sợ mình, đáy mắt hắn ta lóe lên vẻ đắc ý, nở nụ cười dữ tợn, trầm giọng nói, chỉ riêng việc ngươi đắc tội điện hạ U Nhược thôi đã đủ để giết ngươi cả trăm lần rồi, trong buổi đấu giá tử vong ta đã cho ngươi cơ hội. Hôm nay, cho dù ngươi có quỳ xuống đất xin tha thì ta cũng lười thèm liếc mắt nhìn ngươi. Lâm Nhất câm nín, hờ hững đáp, hóa ra là cam tâm tình nguyện coi mình là chó. Hừ, đồ chó lợn. Một kiếm nô mà thôi, giết ngươi còn cần đến lý do à? Trần Hùng đứng bên cạnh thấy các đại thế gia lần lượt có cao thủ đứng ra,
thì cảm thấy có người chống lưng nên khẽ nhướng mày, cất cao giọng ngông nghênh nói. Có chỗ cho ngươi nói chuyện à? Dù gì cũng là yêu nghiệt nội bảng, ta giữ chút sĩ diện cho ngươi vậy. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, giọng điệu đầy vẻ châm biếm nói. Cơ mặt Hướng Thiên Hà thoáng thả lỏng, trong lòng lại thầm nghĩ, đợi ngươi thả Trần Hùng ra thì cũng chính là lúc chết của ngươi. Bốp! Nhưng lời của Lâm Nhất vừa dứt, nhấc tay lên vung ra một chưởng mang bao hàm sức mạnh hùng hậu, như móng vuốt của Thương Long, vả mạnh lên mặt Trần Hùng. Thình lình Trần Hùng bị tát cho ói ra cả răng lẫn máu trong miệng. Bịch! Vào lúc hắn ta rơi xuống đất, sức mạnh trói buộc trên cơ thể lập tức được cởi bỏ, xương cốt căng cứng lập tức được thả lỏng cũng vỡ vụn hoàn toàn. Hắn ta nằm rũ ra trên mặt đất, một mùi khai thối bốc lên từ bên dưới đũng quần của Trần Hùng, hắn ta đã ngất xỉu. Lâm Nhất! Gương mặt thoáng thả lỏng của Hướng Thiên Hà sau khi nhìn thấy cảnh này thì tức đến mức muốn hộc máu. Hắn ta ngửa cổ lên trời giống lên, trong tiếng giống hét ra hai chữ tên của Lâm Nhất, đôi tròng mắt vằn đầy tơ máu, bộ dạng như một con thú phát điên muốn nuốt chửng Lâm Nhất. Hắn nhận lời nhờ vả của Trần Tử Ngọc, lần này đi giết chết Lâm Nhất đồng thời cũng gánh trách nhiệm chăm sóc cho Trần Hùng. Nhưng bây giờ, Trần Hùng lại bị sỉ nhục và giày vò đến mức này, sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ trở thành tàn phế, sống không bằng chết. Điều này bảo hắn ta làm sao mà giải thích được với Trần Tử Ngọc đây, hắn ta nổi điên, hắn ta thực sự đã nổi giận rồi, mái tóc dài đầy đầu tung bay, một thân sát ý điên cuồng phát tán ra ngoài hình thành nên một cơn cuồng phong khủng khiếp càn quét khắp tám phương. Trên cánh đồng hoang thình lình chìm hẳn vào trong yên lặng, cảnh tượng cỡ này dọa cho tất cả mọi người run lẩy bẩy. Đáng sợ quá! Lại dám phế bỏ Trần Hùng ngay trước mặt mọi người. Một cái tát đã tát cho đối phương đại tiểu tiện cả ra, rồi sau này Trần Hùng phải đối mặt với những nhân tài của Thành Thiên Lăng thế nào đây, kết cục này coi như đã định sẽ là vết nhơ không thể xóa được trong cuộc đời này của hắn ta. Mặt Lâm Nhất vô cảm, chẳng hề dao động. Hắn biết rõ trong núi có hổ nhưng vẫn lựa chọn bước vào, hắn đã sớm biết thứ mà mình cần phải đối mặt là gì rồi. Chỉ là khi hắn đến đây, tình hình lại nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì hắn đã nghĩ. Đám nhân tài thế gia này, người nào người nấy đều đòi chém đòi giết, như thể coi hắn là loài chó lợn có thể tùy ý dẫm đạp không bằng. Đường đường yêu nghiệt nội bảng lại càng vô sỉ, chỉ vì muốn làm một con chó cho đàn bà mà lại nổi lên sát ý ngút trời với hắn. Nếu đã không cần sĩ diện như thế, vậy cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác, ra tay vô tình. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, số lượng giết chóc mà hắn gây ra, tính tất cả đám nhân tài thế gia có mặt ở đây cũng chẳng nhiều bằng. Đám nhân tài này hầu như không biết được bản thân mình đã chọc vào ai. Hướng Mỗ sau khi thăng cấp lên yêu nghiệt nội bảng đã rất ít khi giết người, Lâm Nhất, người thực sự đã chọc điên ta rồi. Trong hùng uy ngút trời, Hướng Thiên Hà phóng thích sát khí ra ngoài, trong ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Nhất. Thú vị, ngươi cho rằng ta sẽ tha cho ngươi sao? Một yêu nghiệt nội bảng đứng hạng áp chót cũng dám ăn nói ngông cuồng ở trước mặt ta, ai cho ngươi sự ngông cuồng đó? Giọng của Lâm Nhất như tiếng sấm rền, tựa như tiếng chuông chùa buổi sáng, như biển xanh dậy sóng. Vừa dứt lời đã có sát ý ngập trời phóng thích ra từ trên người hắn, khiến cả bầu trời đều biến sắc, cảnh vật bỗng nhiên trở nên tăm tối. Cơn giận dữ và bất mãn trong lòng hắn đã sớm tích thành mặt biển mênh mông. Đến mức không thể không bộc phát ra ngoài, đám nhân tài của Thành Thiên Lăng này, hiếp người quá đáng. Hắn muốn giết người, hắn muốn tự tay giết chết yêu nghiệt nội bảng này. Một yêu nghiệt nội bảng xếp hạng áp chót, ai cho ngươi sự ngông cuồng đó? Lời của Lâm Nhất giống như một cái tát vang dội và mạnh lên mặt Hướng Thiên Hà nghe bôm bốp. Nhất là câu trước đó, yêu nghiệt xếp hạng áp chót, khiến cơn giận của hắn ta lại lần nữa bùng lên hừng hực. Nói một cách dễ nghe thì hắn ta ở trong Thành Thiên Lăng đều được mọi người tôn trọng gọi một tiếng yêu nghiệt nội bảng, cho hắn ta lễ nghĩa đãi ngộ mà hắn ta nên có. Nhưng trên thực tế, mấy năm trước đã bị Thất Tú Thiên Lăng vượt xa rồi, đến nay hắn đã không còn có được sức hiệu triệu như năm nào nữa. Đối diện với Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc lại càng kém nổi bật, ngược lại hắn ta còn trở thành kẻ luôn đi theo hai người kia. Hắn ta có được vinh dự của năm xưa, nhưng so ra thì vẫn không bằng. Với sự kiêu ngạo của mình,
hắn ta lại càng không muốn nhìn xuống để so sánh. Nhìn lên chẳng bằng nhìn xuống chẳng đặng, cảm giác này vô cùng khó chịu. Bây giờ Lâm Nhất lại công khai sỉ nhục, nói hắn ta chỉ là yêu nghiệt nội bảng xếp hạng áp chót đã đâm thọc đến lòng tự tôn khiến hắn ta mất hết cả mặt mũi. Ngạo mạn, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cho dù là yêu nghiệt nội bảng xếp hạng áp chót, thì muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Giữa hai ta, có một khoảng cách sâu không đáy mà ngươi khó lòng tưởng tượng được. Trong cơn giận dữ, Hướng Thiên Hà tay cầm trường thương, chân nguyên sao động, lập tức dứt khoát lao qua. Trường thương trong tay múa may, thương mang lạnh lẽo dị thường, hùng hổ đâm mạnh về phía trước ngực của Lâm Nhất. Đối diện với một thương sắc bén cỡ này, đáy mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ khinh thường, thực sự cho rằng mấy ngày này hắn đều uổng công tu luyện sao. Thương long ấn bung nở, sức mạnh thương long hùng hậu bùng lên, chín luồng long văn đan sen di chuyển trên cơ thể hắn, ngưng tụ thành một tấm kính hộ tâm màu tím ở ngay trước ngực, lôi mang cuồn cuộn. Keng! Một thương sắc bén của Hướng Thiên Hà đâm thẳng lên bề mặt phát ra lôi quang sáng chói, nhưng Lâm Nhất lại chẳng hề bị thương tổn chút nào, long văn này ngưng tụ thành tấm kính hộ tâm đã đạt đến mức độ mạnh mẽ khiến người ta run sợ. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Lâm Nhất cười lạnh, đáy mắt thoáng vẻ khinh thường. Quá tệ hại, nửa tháng trước giao đấu trong buổi đấu giá tử vong, hắn còn phải tế ra táng hoa, lấy kiếm pháp thần quang để nghênh chiến. Bây giờ xem ra có lẽ cũng khỏi cần phải rút kiếm ra nữa. Khí phá sơn hà. Nghe thấy âm thanh gần như châm chọc của Lâm Nhất, Hướng Thiên Hà nổi khùng quát lên, chân nguyên nóng rực như mặt trời ban trưa bùng lên cả người, ngưng tụ thành luồng khí nóng cháy. Luồng khí này kim quang sáng lạn, quấn quanh trên đầu trường thương, lấy khí thế mạnh mẽ hơn phá không đâm tới như thể muốn đâm nát cả núi sông. Lại là chiêu này à? Sát ý khắp người Lâm Nhất cuộn lên, nhưng vẻ mặt lại chẳng quá nghiêm túc, một tiếng rồng ngâm vang lên trong cơ thể. Giây phút khi năm ngón tay siết chặt, lập tức có năm luồng long văn tụ lại trong quyền mang của hắn thình lình bùng ra lôi quang chói lòa, chiếu sáng cả một phương trời. Quỳnh! Một thương như thể phá nát cả núi sông lại bị quyền mang của hắn dễ dàng chặn lại, khiến nó không thể nhích thêm được phân nào nữa. Khí tráng sơn hà! Sắc mặt Hướng Thiên Hà trầm xuống, trường thương trong tay run mạnh, luồng khí nóng cháy mang theo kim quang chói lọi bỗng tràn vào bên trong cơ thể. Khắp người hắn ta như thể hòa cùng với núi sông, rót luồng khí này vào trong chiêu thức khiến nó tăng vọt hẳn lên. Quỳnh, ầm, ầm. Một thương này đâm qua như cơn lốc càn quét, như thể trời đất núi sông đều bắt đầu rung chuyển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạnh quá. Mọi người kinh ngạc, tiếp đó sắc mặt đột ngột thay đổi, hoang mang tránh ra, không muốn bị một chiêu này làm cho bị thương. Rắc. Ba luồng long văn ngưng tụ trong quyền mang của Lâm Nhất lập tức bị đánh nát, cả người không ngừng bật lui về phía sau. Trong lúc bật lui, có một tảng đá núi khổng lồ và thân cây cổ thụ chọc trời bị nghiền nát thành bột mịn. Lâm Nhất không xong rồi. Những nhân tài bản địa của thành Thiên Lăng hoan hô rầm trời. Nhưng đám người này đâu biết được, Lâm Nhất nhìn như đang bị đánh lui, thực tế lại chẳng hề bị thương mang kia làm bị thương. Trong lúc lùi về, không ngừng tích tụ khí lực, sức mạnh thương long liên tục tràn ra, chỉ trong chớp mắt đã tích tụ đến mức ào ạt như nước sông Hoàng Hà. Đợi khi hắn đứng vững trên mặt đất, nhấc tay vung quyền đón đầu. Phá! Sát ý ngút trời, Lâm Nhất quát lên đầy giận dữ, tiếp đó lại nện thêm một quyền. Năm luồng long văn đồng thời tụ lại, trong một thoáng, như thể năm con sông lớn đổ dồn vào nhau sinh ra con sóng cao vút, như thể muốn lật nhào cả núi sông đất trời. Quỳnh! Khóe miệng Hướng Thiên Hà dỉ máu, người như một viên đạn bị bắn ra khỏi nòng súng. Cơ thể hắn ta va đập mạnh lên sườn núi của một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này lập tức nứt toác ra vô số rãnh nhỏ. Hừ! Lâm Nhất hừ lạnh, toàn thân chấn động. Hắn giống như thương long thời thượng cổ, nắm giữ sức mạnh phong lôi. Huyết khí dồi dào sôi trào gào thét, lỗ chân lông toàn thân mở ra, có khí tức lấp lánh tràn ra, hình thành thánh huy màu tím nhàn nhạt, bao phủ toàn thân, khiến hắn trông có vẻ phong thái hơn người, dường như có khí thế vô địch. Ầm! Bàn chân đạp xuống mặt đất, Lâm Nhất lập tức như tia chớp bay vụt lên,
một nhịp hô hấp đã đáp xuống, đánh về phía hướng Thiên Hà ở dưới núi. Hắn ta năm lần bảy lượt nhắm vào hắn, chỉ vì một người phụ nữ mà lộ ra sát ý ngút trời với mình. Lâm Nhất đã có sát tâm từ lâu, không muốn cho hắn ta đường sống. Thấy hắn ta bị mình đánh bay, đương nhiên sẽ không cho hắn ta cơ hội thở lấy sức. Khí thôn Sơn Hà. Hướng Thiên Hà kinh hãi, lập tức bay lên, đối đầu với Lâm Nhất ở trên không. Trường thương trong tay giống như long mãng dữ tợn, trong lúc múa thương giống như muốn nuốt chửng Sơn Hà, xé nát Lâm Nhất. Ngũ quan hắn ta méo mó, giống như điên cuồng. Hắn ta liều mạng rồi, một đòn này đã hao hết 10 thành thực lực, gần như không giữ lại chút gì. Châu chấu đá xe, không biết sống chết. Ánh mắt Lâm Nhất sắc bén, huyết khí dồi dào như đại dương mênh mông dưới da cuồn cuộn chuyển động. Chín đường long văn bên ngoài cơ thể lập tức sống dậy, điên cuồng chuyển động. Lốp bốp. Chín đường long văn đồng thời chuyển động, lúc va chạm lóe lên tia chớp chói mắt, một mảng sấm chớp bao trùm lấy hắn, làm gió nổi lên khắp trời. Trong sự áp bức của uy áp ngọn lửa, trường thương giống như long mãng trong tay đối phương vào mắt hắn lại vô cùng nực cười giống như một con giun. Bốp. Lâm Nhất trở tay tát một bạt tai vào con long mãng. Long mãng lập tức hét lên thê thảm, chớp mắt bị tát cho tan thành mây khói, không còn khí thế. Chuyện này, sao có thể? Mọi người ở bên dưới hét lên, đáng sợ quá, Lâm Nhất tắm trong ánh chớp giống như chiến thần, một cái tát đã phá tan sát chiêu của Hướng Thiên Hà. Hướng Thiên Hà ở trong cuộc lại càng kinh hãi, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng hoảng hốt. Giữa ta và ngươi có khoảng cách rất lớn. Ai cho ngươi mặt mũi nói ra câu đó? Lâm Nhất ở giữa không trung, lướt người lên trước, tiếng rồng kêu vang lên, ánh chớp chuyển động, nhấc tay tát thêm một cái nữa. Bốp! Cái tát này lóe lên tia chớp, đánh vào mặt Hướng Thiên Hà không sai không lệch, đánh cho hắn ta đổ máu, lại đâm vào ngọn núi thấp bé lần nữa. Rắc, rắc, rắc! Ngọn núi lập tức nứt ra, Hướng Thiên Hà đầu tóc rũ rượi. Nhếch nhác không thôi trong một mảnh phế tích. Ngươi muốn chết. Trong bụi bặm, Hướng Thiên Hà hét lên một tiếng xé ruột đứt gan, hắn ta căm phẫn đến mức không thể dùng lời để hình dung. Hắn ta lại bị một tên kiếm nô tát ở trước mặt mọi người, không thể chấp nhận được. Trong tiếng gào thét, một khí tức đáng sợ bùng lên từ trên người hắn ta, một cái bóng to lớn xuất hiện đằng sau hắn ta. Nhìn kỹ lại, đó là một con hắc lang. Một con hắc lang cao gần 10 trượng, có 7 luồng sáng đen lượn lờ. Khoảnh khắc hắc lang hiện hình, khí tức dữ tợn trên người Hướng Thiên Hà điên cuồng tăng vọt. Võ hồn. Hướng Thiên Hà lại bị buộc phải tế võ hồn, thật không thể tin được. Mọi người kinh ngạc, rõ ràng không ai ngờ tình hình lại hung hiểm đến như vậy. Nếu không phải cực kỳ hiểm ác, sẽ không ai tế võ hồn, đó là thủ đoạn liều mạng. Võ hồn cấp huyền thất phẩm vừa được tế ra, khí thế vốn đã rơi xuống đáy cốc của Hướng Thiên Hà lập tức có thể đối kháng ngang sức với Lâm Nhất trong ánh chớp cuộn trào. Vù! Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Hướng Thiên Hà biến mất tại chỗ, bổ nhào về phía Lâm Nhất. Hư ảnh hắc lang to lớn giống như ngọn núi nguy nga, vào khoảnh khắc Hướng Thiên Hà vung thương, đồng thời dương vuốt nhào về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất cảm nhận được một chút áp lực. Sử dụng thất huyền bộ lập tức rời khỏi vị trí. Vù! Thương mang và móng vuốt hắc lang gần như hạ xuống cùng một lúc, mặt đất mà Lâm Nhất đứng lúc trước lặng lẽ xuất hiện một hố sâu khổng lồ. Vù vù vù! Sắc mặt Hướng Thiên Hà dữ tợn, được lý không buông tha, dựa vào uy lực võ hồn, không ngừng ra tay. Trong thời gian ngắn, tiếng sói tru không ngừng vang lên, mũi thương sắc bén càn quét tám phương, có chút uy thế vô địch. Khiến người xem sợ hãi. Sức mạnh tăng lên 3 thành, võ hồn hắc lang còn nâng cao sát khí và tốc độ của hắn ta, tất cả tăng lên không ít. Trông thì đáng sợ, nhưng thực tế lại không hề thay đổi về chất. Nếu gặp phải người khác thì có khả năng khá có tính uy hiếp, đáng tiếc lại gặp phải Lâm Nhất. Hắn vừa mới làm nóng người, các loại thủ đoạn mới hơi lộ ra một chút mà thôi. Sau mấy lần thăm dò, trong lòng Lâm Nhất đã hiểu. Đã có nắm được thực lực của Hướng Thiên Hà sau khi tế võ hồn. Buộc ta phải tế võ hồn, dù ngươi có chết cũng đủ để tự kiêu rồi. Bây giờ Hướng Thiên Hà tràn đầy khí thế,
trên mặt lại không hề có vẻ vui mừng, ngược lại vô cùng khó coi. Hắn ta bị một kiếm nô cảnh giới Dương Huyền buộc phải tế ra võ hồn, đúng là sự sỉ nhục trong yêu nghiệt bảng trong. Sau trận chiến này, dù thắng hay thua, chắc chắn cũng sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Sự căm hận trong mắt hắn ta dâng trào, hận Lâm Nhất đến cực hạn. Chết đến nơi rồi còn không biết. Lâm Nhất không tỏ cảm xúc gì, lạnh lùng nói, nửa tháng trước trong mắt ta ngươi cũng chỉ đến thế, bây giờ càng không đáng nhắc tới. Ta muốn đánh bại ngươi chỉ cần một chiêu là đủ. Dứt lời trong cơ thể Lâm Nhất vang lên kiếm âm lanh lảnh, kiếm ý tiên thiên xông thẳng tầng mây. Tử Diên kiếm quyết ầm ầm khởi động, kiếm kình cô đọng truyền vào chín đường long văn di động trên bề mặt cơ thể, nháy mắt ánh bạc lan tỏa. Chín đường long văn bay ra khỏi cơ thể diễn hóa thành chín kiếm khí hình rồng, lượn lờ quanh người Lâm Nhất. Biến hóa này không hề có dấu hiệu báo trước. Nháy mắt, long uy và kiếm uy trên người Lâm Nhất hợp lại làm một, hình thành kiếm uy thương long đáng sợ vô cùng. Ánh bạc rực rỡ từ giữa không trung bùng phát, cả bầu trời biến thành biển bạc trong nháy mắt, lan tràn ra xung quanh. Ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Lâm Nhất, há hốc miệng có chút không nói nên lời. Một quyền ra. Đại dương màu bạc vô bờ trên trời nổi con sóng lớn ngút trời, không ngừng cuốn tới. Dưới kiếm uy bậc ấy, dường như đất trời đều bị thiếu niên đạp dưới chân. Ầm. Gần như trong nháy mắt, hắc lang sau lưng hướng thiên hà bùng nổ ánh sáng đen, hung uy vỡ tung, không hề bất ngờ gì nghiền ép, ngang tàng đến mức khiến người ta phát run. Hướng thiên hà bay ngang đi, quyền cuối cùng hắn ta thậm chí còn không nhìn rõ thì đã bại trận. Ầm. Khoảnh khắc rơi xuống, hắn ta vừa giãy giụa đứng dậy, một bàn chân đã hung hăng đạp trên ngực, đạp hắn ta ngã xuống lại. Trong cơn đau dữ dội, hướng thiên hà gào lên thảm thiết, hắn ta gào thét không ngừng, nhìn về phía thiếu niên đắm mình trong một tầng ánh sáng, vô cùng hoảng sợ, gần như cầu xin, Lâm Nhất, cho ta một cơ hội. Cho ngươi một cơ hội. Trên mặt Lâm Nhất tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ngươi bằng lòng làm chó cho một người phụ nữ cũng không muốn cho Lâm Mỗ cơ hội, trong mắt người ta còn không bằng cả một con chó. Lâm Mỗ có thể nhẫn nhịn được sao? Ta không giết ngươi, cơn giận này nuốt không trôi. Ầm. Lâm Nhất đạp thủng ngực hắn ta thành một lỗ lớn, xác thịt lập tức nát bét, bị hắn đạp thành một đống thịt vụn. Ầm. Một cú đạp của Lâm Nhất trông như chỉ đạp vào ngực, nhưng khí lực xác thịt của hắn đã đạt đến mức độ đáng sợ. Khí huyết toàn thân dồi dào, dưới thân xác không tính là cao to cường tráng ẩn giấu sức lực ghê gớm như đại dương. Đừng nói hướng thiên hà đã là một con chó chết, cho dù hắn ta ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Một chân đạp xuống, sức mạnh thương long cổ xưa lập tức lan ra, nghiền nát hắn ta thành mảnh vụn. Thi cốt không còn, máu thịt mơ hồ. Thống khoái. Khí huyết trong cơ thể Lâm Nhất sôi trào, khoan khoái hả hê, trong lòng hô lớn thống khoái. Nhiều cảm xúc tiêu cực và phức tạp tan thành mây khói, vô cùng vui sướng, cả ý nghĩ cũng thông suốt hoàn toàn. Cơ bắp và xương ống chân trên người hắn có một luồng khí tức ấm áp lưu chuyển, da rẻ bốc lên khí nóng, bay lên thành xương tím mỏng manh, khiến hắn trông vô cùng vĩ đại. Thình thịch. Lúc đạp chết hướng thiên hà, trái tim Lâm Nhất không ngừng đập mạnh. Thương lòng ấn nơi ngực không ngừng tỏa sáng, vui vẻ không thôi. Cảm nhận được dòng nước ấm chảy trong cơ thể, thương long cửu biến hình như đã trở nên thông suốt hơn nhiều, tinh khí thần lại lên đỉnh cao. Không chỉ như vậy, hoa tử diên trong đan điền cũng trở nên rực rỡ xinh đẹp, phong thái lỗi lạc, óng ánh giống như nhuộm máu khiến người ta muốn hái. Trong lúc cánh hoa rung động, tiếng kiếm ngân vang hòa cùng tiếng rồng kêu nơi ngực trái, vô cùng tỏa sáng. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng, dường như đã hiểu ra điều gì. Bất kể là thương long thượng cổ hay là kiếm đạo mà hắn đi đều chủ sát phạt, ân đền oán trả, tiêu giao tự tại. Không thể bị khi dễ, không thể bị sỉ nhục, đều là sự tồn tại vô cùng kiêu ngạo. Từ khi hắn đến thành thiên lăng gì đó, đầu tiên là khuynh nhược u kiêu ngạo, sau đó là một đám được gọi là nhân tài chế giễu khinh thường, muốn chấn áp hắn đổi một nụ cười của giai nhân. Thương Long, Tử Diên đã bất mãn từ lâu, nhịn một bụng tức giận, có muôn điều ấm ức. Nếu hắn cứ nhẫn nhịn, cơn giận này sẽ làm tổn thương đến căn nguyên,
không những tu vi kiếm đạo sẽ bị tổn hại, mà thậm chí thương long ấn cũng sẽ trở nên ảm đạm. Dẫn đến thực lực hắn suy giảm, cuối cùng mất hút trong đám người, còn thương long và tử diên sẽ lựa chọn chủ nhân mới của mình. Bây giờ, hắn đạp chết hướng thiên hà, suy nghĩ lập tức trở nên thông suốt. Loại vui sướng đó không thể dùng lời để hình dung, cái gọi là nội thánh ngoại vương chính là như vậy, trái tim son sắt thề chết không đổi, phẩm đức giống như thánh nhân, nhưng bên ngoài thì phải có thủ đoạn như vương đạo. Sát phạt quyết đoán, ân đền oán trả. Trong lòng hắn giác ngộ nhiều thứ, cảm nhận được kiếm ý của mình và thương long cửu biến đều có sự biến hóa kỳ diệu, huyền ảo vô cùng, lợi ích rất nhiều. Nhưng cả hoang nguyên lại yên lặng vô cùng, đặc biệt là nhân tài và các cao thủ của Trần gia ở thành Thiên Lăng. Bọn họ sững sờ, ánh mắt vô hồn nhìn cảnh ấy, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thực lực của hướng thiên hà không cần phải nói nhiều, hắn ta không bằng thất tú Thiên Lăng, nhưng vẫn là yêu nghiệt bảng trong thực thụ. Dựa vào sơn hà thương pháp và tu vi của hắn ta, trong cùng lứa tuổi gần như không có đối thủ, chắc chắn có thể xem là nhân tài đỉnh cao. Nhưng bây giờ hắn ta lại bị Lâm Nhất đạp nát dưới chân, không bằng cả con chó chết. Chuyện này sao có thể? Ta không tin. Đám nhân tài bản địa trước kia vốn hả hê, tưởng tượng đến cảnh Lâm Nhất bị trấn áp, bây giờ mặt mày xám xịt, giống như phát điên. Chuyện này đúng là khiến người ta kinh hãi, yêu nghiệt bảng trong của thành Thiên Lăng lại bị Lâm Nhất dùng một chân đạp chết, thế gian từ nay không còn hướng thiên hà nữa. Trước kia đã có tin tức truyền ra, Lâm Nhất với tu vi cảnh giới Dương Huyền Đỉnh Phong trấn áp một cao thủ đời trước cảnh giới Âm Dương Đại Thành. Nhưng đó không phải là yêu nghiệt, càng không phải nhân tài xuất chúng trên bảng Long Vân, tuy kinh ngạc nhưng cũng không bất ngờ gì nhiều. Thậm chí chưa tận mắt nhìn thấy thì thật giả khó mà phán định. Nhưng bây giờ bọn họ lại nhìn thấy rõ ràng Lâm Nhất dùng khí thế vô địch trấn áp yêu nghiệt bảng trong. Nhất là sau khi Thất Tú Thiên Lăng tuyên bố sẽ giết chết Lâm Nhất, mọi người đều cho rằng Lâm Nhất đã không còn ngang tàng phách lối nữa, đã chạy đi thật xa như con chó chết rồi, chắc chắn không dám xuất hiện nữa. Nhưng hắn không chỉ đã xuất hiện, mà còn tát cho đám nhân tài ở thành Thiên Lăng một bạt tai. Trong sự chú ý của mọi người, đầu tiên là đánh cho Trần Hùng đáy hỉa ra quần, sau đó lại đạp chết hướng thiên hà. Chết tiệt! Lẽ nào thành Thiên Lăng thật sự hết người rồi sao? Thất Tú Thiên Lăng không xuất hiện thì không làm gì được Lâm Nhất hay sao? Trong lòng những nhân tài xuất chúng dầu dĩ vô cùng, có muôn ngàn lửa giận đang dâng lên, nhưng lại không có chỗ phát tiết, có thể nói là đau khổ vô cùng. Trên mặt đất, Trần Hùng ngất xỉu đã được người bịt mũi khiêng về từ lâu. Một vài cao thủ tiền bối của Trần gia sa sầm mặt, khó coi vô cùng, bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Sát ý trong mắt dâng tràn. Thật là kiêu căng. Cái gọi là cao thủ tiền bối không ra tay với hậu bối chỉ là vấn đề hiểu ngầm và thể diện mà thôi, hơn nữa sự hiểu ngầm này cũng là giữa các thế lực lớn với nhau. Cùng là thế lực cấp bá chủ, đương nhiên không thể làm như vậy, mọi người tru diệt nhân tài kiệt xuất của nhau thì chẳng phải hoàn toàn rối loạn hay sao. Nhưng nếu chỉ là một thiếu niên đến từ đế quốc Đại Tần thì hoàn toàn không cần kiêng dè như vậy. Giết thì cứ giết thôi. Sở dĩ bọn họ nhẫn nại là vì cảm thấy Lâm Nhất vẫn còn thủ đoạn chưa dùng, cho dù ra tay cũng chưa chắc có thể bắt Lâm Nhất lại. Nếu cao thủ tiền bối ra tay mà cũng không thể bắt được Lâm Nhất thì thật sự quá tổn thất, uy nghiêm của thế gia hầu như mất sạch. Bây giờ có thế nào cũng chỉ là tranh đấu của các hậu bối với nhau mà thôi. Trừ chuyện đó ra, bọn họ còn phải cho Lâm Nhất một loại ảo giác, khiến hắn cảm thấy thế ra bọn họ sẽ không phá hoại quy tắc. Sau đó xếp cho hắn một thế cục tất sát, trừ khử hắn trong một lần, không để lại hậu họa. Không ra tay thì thôi, ra tay là phải giết bằng được. Ánh mắt bọn họ lóe sáng, vô cùng âm u lạnh lẽo, còn có một vài cao thủ thế gia khác cũng như vậy, trong lòng đều cười nhạt. Lâm Nhất cảm nhận được những ánh mắt đó, trong lòng cảnh giác, trước khi đến đã dự liệu được. Phía trên không thẳng, phía dưới tất lệch, nhìn đức tính của đám nhân tài thế gia là biết mấy lão già này có tính cách thế nào, chắc chắn không thể đánh giá cao thể diện của bọn họ. Con đường này định trước sẽ không thể bình yên. Nhưng đây là mật cảnh kiếm tông, hắn là kiếm khách không thể không tới. Tu vi hắn đình trệ đã lâu, bây giờ thân xác hắn tràn đầy sức mạnh,
huyết khí cuồn cuộn như biển, đói khát vô cùng. Tu vi võ đạo từ lâu đã không theo kịp xác thịt mạnh mẽ thay ra đổi thịt nữa, đã đến lúc phải đột phá, tiến bộ thêm. Hắn cần một bước ngoặt, tìm kiếm tạo hóa để thực lực bản thân cũng lột xác, mà không chỉ là xác thịt tiến bộ. Kiếm ý, tu vi cũng không thể thiếu thứ nào, phải dung hòa đột phá, mở ra một vùng đất mới. Nếu không, trong quần long thịnh yến, hắn chắc chắn không thể đối kháng với đám yêu nghiệt siêu phàm đỉnh cao chân chính. Bây giờ mật cảnh kiếm tông chính là bước ngoặt của hắn, hắn phải nhân cơ hội này đột phá lên Dương Huyền Đại Thành, hắn phải tích lũy sức mạnh, đột phá một lần lên cảnh giới âm dương. Hắn đã ngủ đông quá lâu rồi. Khí thế của Lâm Nhất không suy giảm, da rẻ tỏa ra ánh sáng màu tím, kiếm quang do chín đường long văn diễn hóa thành lượn lờ quanh thân, dung hòa thành kiếm uy thương long vô cùng khủng khiếp, đe dọa bốn phương. Ánh mắt hắn đầy kiêu ngạo. Nhân tài thế ra không ai dám nhìn thẳng. Vô số ánh mắt dừng trên người Lâm Nhất đều bị thanh uy của hắn dọa sợ, trong lòng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được. Đất trời lặng yên, dường như đều bất động. Ngay lúc bầu không khí đông đặc, Lâm Nhất bước ra, đi thẳng đến chỗ kiếm quang vươn thẳng trời mây đó. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, bay về phía mật cảnh kiếm tông. Tức giận, nhân tài bản địa thành Thiên Lăng cảm giác mặt mình nóng bừng, bao nhiêu người đông như kiến trước kia hô hào dữ dội thế nào, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất giết người, sau đó sải bước đến mất cảnh. Thật sự không có ai ngăn được hắn sao? Nhìn Lâm Nhất cách kiếm quang càng lúc càng gần, mọi người thầm tức giận gào thét trong lòng, lửa giận dâng lên. Một tên kiếm nô nho nhỏ, đừng khinh thành Thiên Lăng bọn ta không còn ai. Đúng lúc đó, một tiếng quát vang lên giữa đất trời, giống như tiếng sấm ầm ầm vang dội trong đám đông. Là Lục Thông. Đệ tử nòng cốt xếp hạng 3 của Tiêu Vân Tông, trước kia hắn ta rất nổi danh, nói rằng nể mặt Hướng Thiên Hà là yêu nghiệt bảng trong, chuyện giết Lâm Nhất tạm thời nhường cho Hướng Thiên Hà. Khi Hướng Thiên Hà biến thành đống thịt nát, hắn ta không lên tiếng, nhiều người tưởng hắn ta sợ uy thế của Lâm Nhất, không dám làm gì nữa. Nhưng không ngờ khi mọi người đều bừng bừng lửa giận, hắn ta lại đứng ra, khiến nhiều người sáng mắt lên, gần như lệ nóng quanh tròng. Tiêu Vân Tông uy vũ. Vẫn phải trông cậy vào Tiêu Vân Tông, đệ nhất đại tông của thành Thiên Lăng. Tông môn có thể cho ra đời yêu nghiệt giống như Âu Dương Hạo và Sở Mộ Viêm, nội tình đúng là khác. Giết. Lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng, giết tên kiếm nô kia đi. Rửa mối nhục của thành Thiên Lăng chúng ta. Đám đông phẫn nộ gào thét không thôi, tiếng hô giết chấn động mây xanh. Mấy nhân tài bản địa của thành Thiên Lăng ai nấy đều hung hăng gào lên, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Bọn họ không hề nghĩ tới Lâm Nhất hoàn toàn không làm sai điều gì. Hắn chỉ cạnh tranh công bằng với Khuynh Nhược U, giành được viên thần thạch tử diệu đó rồi bị đám nhân tài bản địa cao cao tại thượng gán cho tội đại nghịch bất đạo. Vả vào mặt bọn họ. Hô hào gì mà lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng mà chẳng thấy xấu hổ. Vẻ mặt Lục Thông dữ tợn, trong mắt hiện lên vẻ phấn khởi. Tim hắn ta đập thình thịch điên cuồng, vừa hồi hộp vừa thấp thỏm, kích động đến mức cả người run lên. Hắn ta phải thừa nhận rằng Lâm Nhất rất mạnh, có thể gọi là yêu nghiệt. Trước mọi sự chú ý, hắn ta nghe thấy tiếng kêu giết chấn động bầu trời. Nhiệt huyết trong người hắn ta sôi trào. Hắn ta cảm thấy cơ hội đã đến, lúc này là cơ hội tuyệt vời để ra tay. Một khi thành công giết được người này, Thất Tú Thiên Lăng sẽ có thêm một người, ánh hào quang của hắn ta trong Tiêu Vân Tông cũng sẽ không bị Âu Dương Hạo và Sở Mộ Viêm che lấp. Bây giờ không ra tay thì phải đợi đến khi nào? Trong mắt hắn ta phóng ra tia sáng, trường thương trong tay càng thêm rực rỡ như pháo hoa, mang theo vẻ đẹp bạo lực tràn đầy sức mạnh. Thứ đẹp nhất trên thế gian chính là vũ khí sắc bén nhất, hoa và mỹ nhân cũng vậy, trường thương trong tay hắn ta cũng vậy. Ánh hào quang rực rỡ nơi mũi thương ẩn chứa sự sắc bén chí mạng và vô tình, đó chính là chiêu thức mạnh nhất của hắn ta đã phải bế quan rất lâu mới lĩnh ngộ được. Vèo. Lâm Nhất khẽ nheo mắt, vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng không được vui lắm. Vẫn chưa kết thúc, con mèo con chó mà tưởng mình là một nhân vật. Nếu cứ tiếp tục thế này,
có lẽ hắn không cần phải đi Mật Cảnh Kiếm Tông gì nữa mà sẽ bị đám người này lãng phí thời gian. Hắn cảm nhận được rất nhiều sát niệm, trên hoang nguyên còn có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn, muốn nhìn hắn bị sỉ nhục. Vẻ hung ác thoáng hiện trong mắt, cơn thịnh nộ bùng nổ, Lâm Nhất lập tức phóng thích sát ý. Táng hoa ở đâu? Hộp đựng kiếm sau lưng nổ tung, táng hoa hóa thành luồng sáng được thiếu niên cầm trong tay, tia sáng lạnh lóe qua trong mắt, Lâm Nhất quát, gà đất chó sành. Lấy trứng chọi đá. Một kiếm chặt đứt mây trôi, một kiếm xuyên chín tầng mây, một kiếm chém dọc tám hướng, một kiếm san bằng bốn bể. Tâm pháp bá kiếm thôi động, một luồng bá khí bắn ra từ trong cơ thể Lâm Nhất. Với sự trợ giúp của luồng bá khí này, chín tia kiếm quang long văn vây quanh người hắn lập tức to lên bằng cánh tay, sự sắc bén cô đọng mà điên cuồng. Keng! Lâm Nhất không thi triển chiêu kiếm, chỉ thôi động tâm pháp bá kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ý của chín đường long văn lập tức xoay tròn điên cuồng quanh người Lâm Nhất, phát ra thanh thế ngút trời, kiếm uy thương long phóng thẳng lên trời. Giác! Lâm Nhất dịch chuyển trên không trung, máu bắn tung tóe, lục thông bị chém thành hai nửa, pháo hoa tiêu tán đến chết. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, đứng trong tia kiếm quang to lớn sừng sững giữa trời đất, có kiếm mang dao động cuốn tới nhưng hắn không ra tay, chín tia kiếm quang hình rồng bay lượn quanh người hắn gầm lên, đánh vỡ những tia kiếm mang bay tới. Đến khi thi thể bị chém thành hai nửa của lục thông rơi xuống đất, Lâm Nhất lặng lẽ đi qua khe hở, biến mất trong Mật Cảnh Kiếm Tông. Chát! Những kẻ rêu rao sẽ giết Lâm Nhất để ăn miếng trả miếng trên hoang nguyên đều cảm thấy mặt đau, không còn nói gì nữa. Đây là một cái bạt tai lặng lẽ nhưng lại tát họ gãy xương, bị nội thương, khóc cũng không thể khóc. Trên hoang nguyên yên tĩnh như chết. Thi thể lục thông bị chém thành hai nửa, máu còn đang chảy không ngừng, tuyên bố một kết quả tàn khốc nào đó. Lại bị vả mặt. Nửa khắc trước, người được các nhân tài kiệt xuất của Thành Thiên Lăng gửi gắm kỳ vọng còn được rất nhiều người đánh giá cao, cho rằng hắn ta có thể đối đầu với Lâm Nhất, giúp họ nở mày nở mặt, trấn áp tên kiếm nô đến từ nơi đất cằn sỏi đá này khi Thất Tú Thiên Lăng không có ở đây. Hắn ta rất thảm, thê thảm hơn Hướng Thiên Hà rất nhiều. Ít nhất Hướng Thiên Hà còn đánh được 10 chiêu với Lâm Nhất, thậm chí còn gây phiền toái, áp chế Lâm Nhất. Nhưng chỉ một nhát kiếm, Lâm Nhất đã chặt đứt mong muốn của rất nhiều người, đồng thời chặt đứt cơ hội trở thành vị tân tú thứ 8 của Thành Thiên Lăng, cứ thế đã bị một nhát kiếm chặt đứt. Trước khi chết, hắn ta còn không biết được rốt cuộc mình đã chết như thế nào. Soạt! Vào lúc này, một luồng khí lạnh đột nhiên ập tới từ phía xa, mọi người vừa nheo mắt nhìn qua thì kinh ngạc. Trên ngọn núi cách đó không xa có một nữ tử phong thái vô song, da trắng như tuyết. Nàng ta rất đẹp, khuôn mặt mịn màng, chiếc cổ hoàn mỹ như thiên nga, toát lên khí chất cao quý không gì sánh nổi. Khuynh Nhược U. Mọi người kinh ngạc, lập tức nhận ra đó chính là Khuynh Nhược U. Nghe đồn nàng ta ẩn tu trên núi Lạc Thủy, bế quan không ra ngoài, thậm chí còn khéo léo từ chối Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc. Nhưng không ngờ nàng ta lại xuất hiện ở đây, mọi người nhanh chóng nghĩ ra nguyên do, vẻ mặt lập tức tối sầm. Đúng vậy, nàng ta nhất định biết Lâm Nhất có thể sẽ đến Mật Cảnh Kiếm Tông. Thất Tú Thiên Lăng lần lượt tuyên bố sẽ giết Lâm Nhất, nàng ta rất muốn chứng kiến cảnh này. Ngày đó trong hội đấu giá tử vong, nàng ta nhìn như bình tĩnh, không thèm đếm xỉa tới Lâm Nhất và khinh thường hắn. Nhưng trên thực tế khúc mắc trong lòng nàng ta rất nặng, ẩn chứa sát ý ngút trời. Nàng ta bí mật đến, muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Nhất bị trấn áp, bị sỉ nhục. Hối hận vì hành động ngày hôm đó. Nhưng nàng ta không nhìn thấy được gì cả, ngược lại là Lâm Nhất áp đảo bốn phương, khiến tất cả mọi người kinh ngạc, ép các nhân tài kiệt xuất Thành Thiên Lăng không thở nổi. Khác biệt quá lớn khiến trái tim cao cao tại thượng như nước đọng của nàng ta lại xuất hiện gợn sóng, không thể kiểm soát được khí lạnh trên người mình, bất cẩn phóng thích ra ngoài. Thấy mọi người chú ý tới mình, Khuynh Nhược U lạnh mặt quay lưng bỏ đi. Sau khi nàng ta đi còn có mấy tên thanh niên kiệt xuất theo sau, tất cả họ đều là nhân tài của Tử Nguyệt Động Thiên. Họ tỏ ra khinh thường, khẽ lắc đầu rời đi. Xong đời. Lại mất thể diện trước mặt U Nhược Điện Hạ, chết tiệt, tên Lâm Nhất này đáng chết.
nửa tháng sau Tam Đại Bá Chủ sẽ tổ chức yến tiệc ở thành Thiên Lăng để chiêu mộ yêu nghiệt nhập tông, người của Tử Nguyệt Động Thiên đã đến từ trước. Nhìn vẻ mặt khinh thường của họ có vẻ như rất thất vọng với thành Thiên Lăng. Chết tiệt, tên Lâm Nhất này đã hại cả thành Thiên Lăng chúng ta bị bại lộ hết. Hắn đã giết liên tiếp hai nhân tài kiệt xuất của thành Thiên Lăng chúng ta, mọi người không cần nói đạo lý với hắn, cùng nhau xông vào bắt sống Lâm Nhất. Đi nào, vào mật cảnh, giết Lâm Nhất. Vào mật cảnh, giết Lâm Nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên Hoang Nguyên đều phẫn nộ, đằng đằng sát khí. Họ cùng nhau lên kế hoạch săn giết Lâm Nhất, dù không giết được cũng phải mật báo cho Thất Tú Thiên Lăng, khiến hắn vào nhưng không ra ngoài được. Bên ngoài Hoang Nguyên có rất nhiều tà tu đang ẩn nấp, khí tức trên người họ vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy các võ giả địa phương thành Thiên Lăng hô hào, họ đều cười khẩy với vẻ mặt giễu cợt. Vô dụng ở bên nhau cũng là vô dụng, ở trước mặt yêu nghiệt, cho dù tới nhiều cỡ nào cũng không đủ giết. Nhưng nhắc tới đây, Lâm Nhất quả thật khá hấp dẫn. Hắn đã chọc giận các thế gia và Khuynh Nhược U, nếu có thể giết được hắn, đầu của hắn sẽ đáng giá lắm đây. Trong tích tắc, khí lạnh dâng trào trong mắt, sát ý phóng thích ra xung quanh. Đối với những tà tu như họ thì không có trái phải hay đúng sai, mà chỉ có lợi ích. Nếu như gặp được, tiện thể giết chết chắc chắn sẽ là một thu hoạch lớn, đưa đầu của hắn cho ai cũng sẽ nhận được thù lao hậu hĩnh. Vèo vèo vèo. Các nhân tài kiệt xuất địa phương trên Hoang Nguyên đều sôi trào huyết khí, không kìm nén nổi. Nhìn khe hở trong tia kiếm quang nổ tung, họ lần lượt bay lên không trung, liều mạng lao tới. Trong vô vàn tiếng xé gió, một số người có thực lực yếu hơn bị dội ngược trở về, người chảy máu đầm đìa, vô cùng thê thảm. Những người khác nhân cơ hội xông vào, biến mất bên trong mật cảnh. Các tán tu bên ngoài Hoang Nguyên lại tỏ ra rất bình tĩnh, họ có tu vi cao, khi vào mật cảnh sẽ bị dội ngược mạnh hơn, phải đợi khe hở mở rộng hết cỡ mới đảm bảo không có nguy hiểm. Mật cảnh kiếm tông. Trên mặt đất rộng lớn và hoang vắng, vạn vật im lặng, một khí tức thê lương và lạnh lẽo bao trùm khắp không gian này. Nhưng không lâu sau, sự yên tĩnh này đã bị phá vỡ, trên bầu trời có vô số người lục tục xuất hiện, càng làm tăng thêm sức sống cho mật cảnh này. Tất cả những người vào đây đều bị truyền tống ngẫu nhiên đến các vị trí khác nhau trong mật cảnh. Lâm Nhất đã đáp xuống từ sớm, hắn đang đứng trên một gò núi thấp bé, nhìn về phương xa trong không gian này. Thình thịch, thình thịch. Tim hắn đang đập loạn xạ, nhưng sau khi giết Lục Thông, suy nghĩ của hắn trở nên thông suốt hơn nhiều, sảng khoái tỉnh táo, sương mù màu tím nhạt lượn lờ quanh người hắn, có cả tia điện lập lòe. Hoa tử diên màu bạc ở vùng tử phủ càng thêm tươi đẹp và long lanh như nhuộm máu, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Một nguồn năng lượng tinh khiết trào ra ngoài khiến toàn thân hắn run rẩy. Cảm giác này cực kỳ thoải mái. Răng rắc. Khi Lâm Nhất đang khó hiểu, tu vi của hắn đột phá từ cảnh giới Dương Huyền Đại Thành lên cảnh giới Dương Huyền Viên Mãn. Một dòng chân nguyên dồi dào hơn nữa tập trung vào vùng tử phủ, dấy lên sóng biển ngút trời. Nhưng hắn lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Đột phá rồi ư? Lâm Nhất lẩm bẩm. Lẽ ra hắn phải đột phá từ lâu mới đúng, hắn đã dừng tại cảnh giới Dương Huyền Đại Thành quá lâu, thể chất và căn cơ đã sớm vững chắc như núi, mạnh mẽ dồi dào. Lần này giết liên tiếp hai người, khúc mắc trong lòng được xóa bỏ, suy nghĩ thông suốt, một thuận trăm thuận, nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ thăng cấp. Nếu các nhân tài kiệt xuất địa phương thành Thiên Lăng biết Lâm Nhất không chỉ giết liên tiếp hai người, còn nhờ đó mà tu vi tăng tiến, chắc họ sẽ tức hộc máu, buồn bực muốn chết. Lâm Nhất thở ra một hơi thật dài, đôi mắt sáng ngời trở nên sâu thẳm. Hắn đã ngủ đông quá lâu, cần phải tìm thời cơ bùng nổ. Hắn phải tìm được thời cơ thăng cấp lên cảnh giới âm dương trong mật cảnh kiếm tông này, nếu có thể thì sẽ giúp kiếm đạo của mình tiến bộ thêm một bước. Ít nhất hắn phải hiểu sơ lược về kiếm ý thông linh, có thể hình dung và cảm nhận sẽ có được thu hoạch. Nơi đây là di tích kiếm tông nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sách cổ kiếm và tàn giản kiếm đạo, chỉ cần tìm được linh tinh là có thể đạt được mục tiêu. Có vẻ hơi yên tĩnh. Vẻ nghi hoặc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn đứng ở đây nhìn thấy không ít võ giả đáp xuống, đi lại trong không gian này. Họ như những hòn đá vụn rơi xuống nước.
nhấc lên một chút bọt nước rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Ầm. Nào ngờ hắn vừa dứt lời, ngọn núi hoang thấp này rung lắc mạnh, ngay sau đó hắn nhìn thấy mặt đất ở phía xa lún xuống tạo thành hố sâu, một con rết khổng lồ dài 100 trượng nhảy ra khỏi hố, chớp mắt đã nuốt hai võ giả đi cùng nhau vào miệng. Rộp, rộp, rộp. Tiếng xương vỡ vụn vang lên trong cái bụng xấu xí của nó khiến người ta sởn gai ốc. Sau khi ăn xong, con rết đầu người dài 100 trượng này quay lại nhìn về phía Lâm Nhất. Làn sương mù màu tím trên người Lâm Nhất chưa tiêu tán, ánh hào quang thần thánh còn lởn vởn, tựa như một cây sen xanh mọc giữa đầm sấm sét, hấp dẫn nhưng không hỗn loạn. Nó nhìn thật kỹ, sau đó chui xuống mặt đất, có vẻ như rất kiêng dè Lâm Nhất, không dám manh động. Con yêu thú này thật nhạy bén. Lâm Nhất nhìn sương mù màu tím trên người mình, sau đó nhíu mày. Hắn không phải người phô trương, nhưng lại không có cách nào tốt hơn. Huyết khí của hắn quá dồi dào, lực lượng thương long sơ ý dao động sẽ khiến làn da giãn nở lỗ chân lông, phóng thích huyết khí thương long ra ngoài. Đây không phải trạng thái tốt cho lắm, lúc nào cũng sẽ hao tổn huyết khí, tuy so với khí tức mênh mông như đại dương trong cơ thể thì chỉ là một hạt gạo, nhưng chung quy cũng không tốt. Tu vi của hắn đã kéo chân, không thể hoàn toàn trấn áp sức mạnh thương long. Hắn liều mạng khắc chế vẫn khó tránh khỏi huyết khí tản mát ra ngoài. Hình thành dị tượng xương tím lan tràn, thánh huy lượn lờ như thế này. Yêu thú nơi này rất mạnh, vô cùng hung hãn, có lẽ sẽ tìm được cơ duyên mình muốn. Nhưng cũng phải cẩn thận, huyết khí dồi dào của mình ở trong mắt yêu thú chẳng khác nào thánh dược hình người đi lại, có sức cám dỗ rất lớn. Lâm Nhất hít sâu một hơi, cảm nhận được linh khí dày đặc tràn ra giữa đất trời, ánh mắt mơ màng. Nơi này quá rộng. Phải chọn một phương hướng đi đến khu vực trung tâm của bí cảnh. Không gian này quá rộng lớn, nếu tìm hết một lượt thì ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Lâm Nhất nhìn quanh một vòng, hơi mờ mịt mất phương hướng. Lâm Nhất chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho kiếm ý lan tràn. Kiếm ý tiên thiên của hắn đã đạt cảnh giới đỉnh phong viên mãn, độ cảm chi khá nhạy bén, nhiều lúc còn hữu hiệu hơn nhìn bằng mắt thường. Có thể tránh trước nguy hiểm. Cũng có thể phát hiện ra sự khác thường nhỏ nhất. Vù. Bỗng nhiên kiếm ý hơi rung lên, Lâm Nhất nghiêng người mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sắc bén. Là nơi đó sao? Sâu trong vùng trung tâm ở phương hướng đó, kiếm ý của hắn cảm nhận được một chút uy hiếp, có áp lực mạnh mẽ. Ngoài quan sát, thương long ấn nơi trái tim hắn cũng không tự chủ bùng lên, cơ bắp toàn thân căng chặt. Dường như nơi đó có sự tồn tại khủng khiếp. Khiến kiếm ý và uy thế thương long đồng thời trở nên nghiêm trọng, không dám sơ suất. Có lẽ nơi đó chính là vùng trung tâm. Lâm Nhất có lòng tin, sử dụng thân pháp men theo phương hướng đó, lập tức hóa thành một luồng sáng vàng, sau vài lần lướt đi đã cách xa mấy trăm trượng. Vù, vù. Nơi này khá rộng lớn, hắn sử dụng thân pháp nhanh như kinh hồng, gió lớn vù vù bên tai. Nhưng qua hai canh giờ bay thật nhanh vẫn chưa ra khỏi khu vực này, ngược lại hơi thở tiêu điều và thê lương ấy không ngừng quanh quẩn, khiến tâm trạng người ta trở nên nặng nề một cách khó hiểu. Dọc đường bay đi, hắn gặp được không ít người, đáng tiếc đa số người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ và một tàn ảnh màu vàng. Nếu nhận ra Lâm Nhất thì nói không chừng sẽ phiền phức. Trừ người ra thì nhiều hơn là yêu thú, những yêu thú hung hãn nhuốm khí thức tiêu điều của nơi này. Con nào con nấy trở nên dữ tợn hung hăng. Yêu sát ngưng tụ vô cùng sắc bén mãnh liệt, như kiếm quang có thể chém con người thành mảnh vụn. Nhiều võ giả vào mật cảnh này đều trở thành thức ăn trong bụng chúng, kết cục rất bi thảm. Lâm Nhất hầu như lúc nào cũng có thể cảm nhận được có ánh mắt của yêu thú nhắm vào mình, dừng lại một lúc lâu không chịu rời đi, thậm chí còn chảy cả nước miếng. Nhưng yêu thú ở đây đều có linh trí rất cao. Cảm nhận được uy thế thương long tản mát thì đều không dám tiến tới. Chỉ có thể để Lâm Nhất rời đi, không làm gì được. Dọc đường cũng có không ít linh dược bên ngoài hiếm thấy, nở rộ rực rỡ, một số võ giả tranh giành sứt đầu mẻ trán, đánh nhau kịch liệt. Lâm Nhất lại không hề dừng ánh mắt, linh dược ở phía ngoài này đều không lọt vào mắt hắn. Nếu là tàn giản hoặc là sách cổ, hay mảnh binh khí có chứa kiếm ý cổ xưa thì hắn sẽ rất có hứng thú. Sắc trời dần dần tối lại,
trong mật cảnh này cũng phân ngày đêm. Chết tiệt, chạy mau. Đáng sợ quá, đây là nơi quỷ quái gì vậy? Á, đau quá. Phía trước đột nhiên có nhiều bóng người hoảng hốt lo sợ chạy tới. Dường như bọn họ gặp phải nguy hiểm, bây giờ bị buộc phải lùi lại. Ai nấy kêu lên oai oái, chật vật vô cùng, trên người ít nhiều đều có vết thương dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Không ít người đi ngang qua bên cạnh Lâm Nhất, lúc nhìn thấy hắn, trong mắt họ có tia sáng kỳ lạ lướt qua. Nhưng bọn họ không để ý được nhiều, cho dù nhận ra Lâm Nhất cũng không dừng lại, bước chân luống cuống, chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi này. Lạnh quá! Trong lúc Lâm Nhất nghi hoặc, một luồng khí lạnh ập tới, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa có mây đen như mực tràn đến. Kèm theo mây đen lan tràn, bên dưới hoảng hốt lo sợ, số lượng người chạy ra tăng gấp bội. Có vài người thấy không kịp chạy nữa thì vẻ mặt hoảng hốt, nhanh chóng trốn đi, không dám lộ đầu ra. Đợi tầng mây đen như mực phủ xuống đất trời, một luồng gió đen kéo tới, nhấn chìm tất cả mọi người vào trong. Gió đen sắc bén như dao, cắt vào thân người lập tức chảy máu, sau đó điên cuồng chui vào miệng vết thương. Xì xì. Đợi sau khi xâm nhập vào cơ thể, tức khắc có tia chớp màu đen chui vào, làm người đó nổ tung bong ra chóc thịt, đau đớn không thôi. Lâm Nhất trốn vào sau tảng đá, dùng kiếm ý bảo vệ thân thể, nhìn tình cảnh thê thảm của bọn họ mà suy tư. Một lúc lâu sau, hắn đã tìm ra manh mối. Trong gió đen này chứa sức mạnh âm lôi cực kỳ ngưng động, vô cùng tàn khốc. Từng luồng âm lôi giống như run rắn dày đặc, không chỗ nào không vào. Một số võ giả khá mạnh cũng bị dày vò hết sức thảm hại dưới sức mạnh âm lôi đó. Đáng sợ. Chẳng trách đám người lúc trước kinh hoàng như vậy, vẻ mặt thảm hại, không dám dừng lại. Bị gió đen bao phủ, trừ khi là người có tu vi cực kỳ cao thâm, nếu không kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Nhưng luồng gió quỷ dị này cũng sẽ không vô duyên vô cớ thổi tới. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, hắn đi tới phía trước, mơ hồ nhìn thấy một bóng người, cắn răng đi sâu vào gió đen. Xem ra có người cùng giống như hắn, cảm thấy sâu trong gió đen sẽ có kỳ ngộ lớn. Hơn nữa, cơn gió này đến vô cùng đột ngột, nếu không ngoài dự liệu thì sẽ có lúc nó dừng lại. Lạ thật, sao mình phải sợ hãi ẩn nấp như đám người này chứ? Lâm Nhất chợt nghĩ tới điều gì đó, không nhịn được bật cười. Lực lượng âm lôi vô cùng nguy hiểm đối với người khác, nhưng với hắn thì chưa hẳn là vậy. Con người là động vật quần cư, khi họ thấy nhiều người làm việc giống nhau sẽ vô thức làm theo. Ngay cả Lâm Nhất cũng không ngoại lệ, may mà hắn tỉnh lại kịp thời. Sau khi loại bỏ kiếm ý hộ thể, Lâm Nhất bình tĩnh ra khỏi núi đá, bước đi trong gió đen. Vù vù. Làn gió sắc bén phả vào mặt quả thật đau như dao cứa, nhưng khi lực lượng âm lôi vừa định chui vào trong cơ thể Lâm Nhất đã bị sương mù màu tím toát ra từ lỗ chân lông luyện hóa, sau đó bị lực lượng thương long dao động trong cơ thể tham lam nuốt chừng. Thật thoải mái. Mặc dù gió phả vào hơi đau nhức, nhưng lực lượng âm lôi sau khi luyện hóa lại cực kỳ cô đọng. Khi lực lượng thương long cắn nuốt, nó không ngừng lớn mạnh, gần như không có dấu hiệu dừng lại. Quả thật không thua kém gì ngũ nhuệ lôi tinh, nếu tu luyện ở đây một thời gian sẽ có thể so sánh với mấy chục viên ngũ nhuệ lôi tinh. Bởi vì lực lượng âm lôi ẩn chứa trong gió vô cùng dồi dào, ập tới mãnh liệt như đại dương. Tiểu tử này điên rồi sao? Ha ha, điên rồi càng tốt, không lâu nữa hắn nhất định sẽ bị gió âm lôi thổi chết. Ngu xuẩn! Đám người đang run rẩy nấp sau công sự nhìn thấy Lâm Nhất bước đi trong gió. Thậm chí còn không vận chuyển chân nguyên và kiếm ý hộ thể, ai cũng tỏ ra kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bắt đầu ác độc nguyền rủa. Nhưng một lát sau họ đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Sương mù màu tím vốn hơi mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện trên người Lâm Nhất dần trở nên dày đặc, cuối cùng làn sương mù tím mỏng manh kia cô đọng thành ánh sáng tím, bao trùm toàn thân Lâm Nhất, chiếu sáng khắp bốn phương, trông hắn như kiếm tiên thanh liên bước đi giữa thế gian. Khi được ánh sáng tím chiếu rọi, bóng dáng màu xanh của hắn càng thêm siêu phàm thoát tục, thánh khiết vô biên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mẹ nó, chuyện gì thế này, tên kiếm nô này càng lúc càng trở nên bất phàm. Tức thật, chúng ta bị gió âm lôi làm cho thảm hại,
hắn thì ngược lại, chỉ bước đi trong đó mà thực lực cũng tăng vọt. Không công bằng chút nào. Chết tiệt, Thất Tú Thiên Lăng mau ra tay đi, tiểu tử này đắc ý lắm rồi. Đám nhân tài kiệt xuất địa phương thành Thiên Lăng đang cười ác độc lập tức tối sầm mặt, tức giận đến mức sắp hộc máu. Lâm Nhất không hề hay biết, hắn càng đi càng xa, một lát sau hắn quyết định dừng lại trên một gò núi gió thổi dữ dội, khoanh chân ngồi xuống, chủ động luyện hóa. Ầm ầm. Trong cơ thể lập tức vang lên tiếng sét đánh ầm ầm, xen lẫn trong đó còn có tiếng rồng ngâm, ánh sáng tím bao trùm trên người đạt tới độ cao đáng sợ hơn 10 trượng. Trời đất âm u, tử khí tràn ngập trên gò núi, tia điện lấp lóe. Nơi này nằm ở đầu ngọn gió, gió âm lôi thổi tới từ bốn phía, va đập vào người Lâm Nhất như yêu thú. Trước sự va đập điên cuồng như vậy, lực lượng thương long trong cơ thể Lâm Nhất không ngừng lớn mạnh với tốc độ vô cùng kinh khủng. Thời gian trôi qua, khi trời hừng sáng, gió lớn yếu dần cho đến khi từ từ biến mất. Lâm Nhất chưa thỏa mãn mở mắt ra, hắn thu lại sương mù tím khá phô trương trên người mình, dù vậy vẫn có sương mù tím quanh quẩn, bộ đồ xanh đứng lặng trong sương mù như yêu liên, đặc biệt là dấu ấn màu tím trên ấn đường hắn càng nổi bật hơn, khí chất ấy khiến người ta say mê. Nhưng khi trong mắt hắn có kiếm ý lóe qua, bộ đồ xanh như tiên, khí chất lại trở nên siêu phàm thoát tục. Phút chốc như yêu, phút chốc như tiên. Trạng thái của Lâm Nhất hiện tại không được ổn định lắm, tất cả là do thương long cửu biến quá mạnh, mà tu vi của hắn lại quá yếu, không áp chế nổi, nhưng kiếm ý lại đủ mạnh để trấn áp yêu khí của thương long, không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Sau một đêm, số lượng long văn trên người hắn từ 9 tăng lên 10. Sau khi thấy rõ, chính Lâm Nhất cũng không cầm được sợ hãi, khóe miệng co giật. Sau khi phấn khích qua đi, Lâm Nhất cảm thấy hơi bực bội, đôi khi thể chất quá mạnh cũng không phải chuyện tốt. Kỳ công thượng cổ thương long cửu biến này thực sự quá khủng khiếp. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không phải là cách. Hắn cảm nhận được tu vi của mình càng thêm suy yếu, không thể kiểm soát chiến thể thương long này, thậm chí còn nó còn từ bị động chuyển sang chủ động. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì tu vi võ đạo của hắn cũng sẽ xảy ra sai sót. Kệ đi, trước hết cứ xem thử rốt cuộc sâu trong cơn gió đen này có thứ gì. Một bóng người lướt qua trên bầu trời yên tĩnh và lạnh lẽo, tựa như một tia sét màu tím xẹt qua chân trời. Xoẹt xoẹt. Những nơi tia sét đi qua đều có gió lớn quay cuồng, sương mù tím dày đặc, giữa màn sương gió rít gào như sấm, tia điện lập lòe không ngừng. Chủ nhân của bóng dáng màu tím này đương nhiên là thiếu niên Lâm Nhất. Sau một đêm ẩn tu thương long cửu biến, luyện hóa ra 10 đường long văn dữ tợn, làn da hắn như ngọc, mềm mịn trong suốt, huyết khí dồi dào trong cơ thể dâng trào, lực lượng thương long dao động, dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn có khí huyết thoát ra biến thành sương mù tím thật mỏng. Sương mù tím càng dày đặc hơn trước, trong lúc mơ hồ như có hào quang bao phủ, khí chất của Lâm Nhất trở nên siêu phàm thoát tục. Phút chốc như yêu, phút chốc như tiên. Chiến thể thương long của hắn đã đạt tới mức độ khá đáng sợ. Nếu triệu hồi chiến giáp thương long đủ để nước lửa bất xâm, bảo binh khó nhập. Hiện tại tu vi của hắn đã thăng lên cảnh giới dương huyền viên mãn, chân nguyên tăng vọt, thương long cửu biến lại có tiến bộ, thực lực tăng lên ít nhất 3 phần chỉ trong vòng một đêm. Cảm nhận được khí lực mạnh mẽ chảy xuôi trong cơ thể mình, Lâm Nhất rất bình tĩnh. Không quá mừng rỡ. Tăng tiến đột ngột như thế, tuy thực lực sẽ mạnh hơn, nhưng ít nhiều cũng có chút bất thường, tu vi quá thấp. Giống như một bình nước cực kỳ tinh xảo và chắc chắn, nước trong bình không hề đầy lên, thế nhưng cái bình lại không ngừng biến lớn. Vốn dĩ đầy nước, giờ chỉ còn một nửa, chỉ cần lắc một cái thôi cũng đủ dọa người. Cứ thế mãi thì nhất định sẽ có nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì với lượng nước như vậy sẽ khiến bình bị đung đưa, thậm chí bị chấn vỡ. Bình to thì mừng, nhưng nước đầy mới là hoàn mỹ. Hơn một ngày rồi, Lâm Nhất vẫn luôn thi triển thất huyền bộ để tiến vào nơi sâu nhất của vùng đất cổ quái này. Gió âm lôi sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra và cũng không vô duyên vô cớ biến mất, chuyện có điểm khác thường tất có kẻ tác oai tác quái. Hắn muốn tìm ra kẻ đó. Thực tế thì đêm qua có một số cao thủ đã đuổi theo gió âm lôi, hiển nhiên, bọn họ cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Càng là nơi hung hiểm thì càng có kỳ ngộ xuất thế, huống chi nơi này còn là mật cảnh kiếm tông.
Thời gian dần trôi qua, với tốc độ lao đi như bay, Lâm Nhất đã đi được đoạn đường gần trăm dặm trong vực sâu. Lúc này, phía trước bỗng xuất hiện bóng người, hơn nữa, ngày càng có nhiều bóng người hiện ra trong tầm mắt hắn. Vèo, vèo, vèo. Những âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, rất nhiều bóng người lao đi cùng một hướng với Lâm Nhất, tất cả đều đang hướng về nơi sâu của vùng đất âm lôi. Xem ra, ta phát hiện có hơi muộn, Lâm Nhất nhắm hai mắt lại, tự nhủ với mình, nơi này đã sớm bị mọi người phát giác điểm khác thường. Hắn dừng lại hồi lâu, hai tay liên tục kết ấn, chân nguyên trong cơ thể sôi trào. Trong lúc đó, từng cánh hoa tử diên ở tử phủ bắt đầu tách ra, kiếm ngân liên hồi, chân nguyên bắt đầu bành trướng khắp toàn thân hắn. Thất huyền bộ, mặt trời lơ lửng. Lâm Nhất dùng hơn 7 phần chân nguyên để thúc giục bí kỹ mạnh nhất của môn phân pháp này, cuối cùng thì hắn cũng kết xong thủ ấn. Ngay lúc đó, kim ô ấn sau lưng bộc phát hào quang, thân thể Lâm Nhất hệt như một quả đạn pháo bắn vọt ra, khoảnh khắc đó, hắn trông như một luồng sáng chói lóa xẹt qua vòng trời với tốc độ tia chớp. Soạt. Mọi người bỗng có cảm giác hoa mắt, đến khi nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả, bóng dáng Lâm Nhất đã sớm đi xa. Bí kỹ mặt trời lơ lửng có khả năng khiến thời gian dừng lại, bởi tốc độ của nó quá nhanh, đã đạt đến tốc độ phi hành của cao thủ cảnh giới thiên phách. Vù vù. Đến khi Lâm Nhất đáp xuống, hắn đã ở trên một ngọn núi cao ở cách đó 10 dặm. Đứng ở đỉnh núi cao có thể quan sát khắp bốn phương tám hướng. Lâm Nhất nắm trong tay mấy viên linh ngọc tứ phẩm để bổ sung lượng chân nguyên vừa tiêu hao. Hắn nhắm hai mắt lại, nhìn về phương xa, ở nơi cuối tầm mắt có một cồn cát hoang vu, phía trên cồn cát là hàng hà sa số xương trắng chất thành đống, trông rất đáng sợ. Trước núi thi cốt kia, có một người cổ đã chết từ rất lâu, ông ta ngồi khoanh chân, đầu đội mũ, cả người vô lực rũ xuống. Trông ông ta không giống người thường, những thi thể khác đều đã hóa thành xương trắng, nhưng thi thể của ông ta vẫn ngồi đó, không có dấu hiệu hủ hóa, thậm chí quần áo trên người cũng chỉ hơi rách nát một chút mà thôi chứ không hề có dấu vết bị năm tháng ăn mòn. Đây là thi cốt của một cao thủ tinh quân. Trên người ông ta tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố. Trong phạm vi ngàn mét, lực lượng lôi âm trải rộng đã diễn hóa thành khói đen. Có lẽ nguồn gốc của luồng gió đen đen qua chính là đây. Người này đã chết từ lâu, nhưng vẫn mang theo lực lượng uy hiếp thế nhân, khiến tim người ta không khỏi đập nhanh hơn. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Nhất thật sự cảm thấy kinh hãi chính là một đoạn kiếm gãy cắm ở ngực người nọ. Kiếm loang lổ vết rỉ và tràn đầy lực lượng cổ xưa mà tang thương. Một đoạn kiếm gãy lại có thể giết chết một cao thủ cấp bậc tinh quân. Lâm Nhất có cảm giác không rét mà run, nếu thật sự như vậy thì chủ nhân của thanh kiếm này có thực lực mạnh đến mức nào. Thời gian dần trôi qua, Lâm Nhất cũng dần nhìn ra một vài manh mối. Có lẽ người đã chết kia không phải người của kiếm tông, khí tức khủng bố trên người ông ta vẫn quanh quẩn mãi không tan, nhưng trong đó lại không ẩn chứa một chút kiếm uy nào. Trái lại, những hài cốt đang nằm trên mặt đất lại thoáng phát ra một chút kiếm ý còn sót lại. Kiếm ý của hắn cực kỳ nhạy cảm, thế nên hắn sẽ không cảm giác sai. Không phải người của kiếm tông. Vậy đó hẳn là kẻ địch. Thoáng chốc, trong đầu Lâm Nhất xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Năm đó, khi kiếm tông bị diệt, đã có một trận đại chiến kinh thiên diễn ra, kẻ thù từ bên ngoài xâm lược, trong trận đại chiến đã có tinh quân ngã xuống. Thậm chí tồn tại trên tinh quân cũng có khả năng tham chiến. Đó là một cảnh tượng rất đáng sợ, tên tinh quân đã chết chính là kẻ đến từ bên ngoài, ông ta rất mạnh, có rất nhiều cao thủ của kiếm tông đã chết dưới tay ông ta. Nhưng đến cuối cùng, ông ta lại bị một thanh kiếm gãy được gia cố bằng kiếm ý cực kỳ khủng bố giết chết. Thật thú vị! Hắn đã từng thăm dò rất nhiều mật cảnh, trong đó có không ít di tích của các tông môn thượng cổ. Nhưng những tông môn kia đều bị diệt bởi một tràng hạo kiếp, hầu hết đều có sự tồn tại của ma khí cực kỳ quái dị, thậm chí có ma nhân và ma tướng, rất đáng sợ. Tuy nhiên, mặc dù ở mật cảnh kiếm tông có ma khí, nhưng nó lại rất mỏng manh. Năm đó, hiển nhiên, kẻ đã tiến đánh kiếm tông là một võ giả nhân loại, chứ không phải là dị ma thời thượng cổ. Nhưng kiếm tông đã là bá chủ vô thượng ở cổ vực Nam Hoa, thử hỏi có ai dám đối địch với nó chứ? Chẳng lẽ là kẻ địch đến từ bên ngoài? Hề hề,
không ngờ lại là một bộ di hài của tinh quân, lần này được lợi to rồi, chắc chắn có sự tồn tại của Thiên Tinh Châu. Năm đó kiếm tông quả thật khủng bố, ngay cả tinh quân mà cũng giết được, bộ di hài này mà xuất hiện bên ngoài thì chắc chắn sẽ mang đến cơ duyên có thể xẻ đá vá trời. Đúng, chắc chắn không đến lượt chúng ta tranh đoạt, đám lão quái thiên phách kia sẽ lao vào đánh một trận to đấy. Nhưng lúc này, ở dưới chân núi đột nhiên có rất nhiều bóng người xuất hiện, âm thanh bàn tán cực kỳ sôi nổi, bầu không khí bỗng chốc nóng lên. Lâm Nhất thu hồi suy nghĩ, không cần phải tìm hiểu quá nhiều về chân tướng năm đó, hiện tại, di hài tinh quân này cực kỳ quan trọng đối với hắn. Đặc biệt là Thiên Tinh Châu, hắn đã có được một viên Thiên Tinh Châu thượng cổ rồi, nếu có thể thu hoạch thêm một viên nữa thì tỷ lệ vọt lên cảnh giới âm dương của hắn sẽ tăng vọt. Ánh mắt Lâm Nhất dần lộ vẻ hưng phấn, bởi hiện tại, hắn có khao khát cực lớn với tu vi. Tuy nhiên, không chỉ hắn cảm thấy hứng thú, lúc này đã có rất nhiều người vây quanh cồn cát, và trong mắt bọn họ lộ rõ sự tham lam. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khói đen bao phủ cồn cát, tất cả đều tỏ vẻ kiêng kỵ, có lẽ hôm qua bọn họ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Ngoài ra, ở cách đó không xa còn có một đám sói ma cốt toàn thân đen kịt đang nhìn chằm chằm về hướng này. Đám sói ma cốt này không có da, cả người đều là xương cốt đen kịt, trông vừa thô ráp lại vừa cứng rắn. Nếu chỉ một con thì không tính là mạnh, nhưng xuất hiện thành đàn lại cực kỳ đáng sợ. Quan trọng nhất là thân thể của đám sói ma cốt này mạnh hơn võ giả rất nhiều, bọn chúng không hề cố kỵ khói đen được diễn hóa từ âm lôi. Bù! Mắt thấy đàn sói ma cốt ngày càng tụ tập nhiều hơn, rốt cuộc cũng có võ giả không kiềm chế nổi nữa. Người nọ bay vọt lên trời, hướng về phía cồn cát. Có người dẫn đầu, ngay lập tức, một loạt âm thanh xé gió vang lên, mấy trăm người ùn ùn lao về phía di hài tinh quân. Ầm ầm. Đàn sói thét dài, rồi hóa thành một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến. Bọn chúng tháo chạy khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi bay mù mịt. Thoáng chốc, tại cồn cát đã bắt đầu một trận chém giết thảm khốc. Võ giả nhân loại cùng sói ma cốt đều liều mạng phóng về phía di hài tinh quân, trên mặt đất, khói đen mù mịt, vô số rắn điện xuất hiện. Ngay lập tức, có rất nhiều người bị rắn lôi âm tàn làm bị thương, máu chảy đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp bốn phía. Đám sói ma kia cũng không chịu nổi, tuy thân thể của chúng cực kỳ đáng sợ, nhưng dù đã chết, di hài tinh quân vẫn còn một luồng uy áp trường tồn. Thực lực của chúng không đủ. Nên khi đối mặt với luồng uy áp kia, nửa bước cũng khó đi. Nửa canh giờ trôi qua, thi thể của võ giả và sói ma chất thành đống, nhưng chẳng ai có thể tiến đến gần bộ di hài tinh quân kia. Nên ra tay rồi. Lâm Nhất cảm ứng được có rất nhiều cao thủ đang âm thầm chờ đợi, bọn họ thờ ơ nhìn mọi chuyện diễn ra, cố nhẫn nhịn chờ đợi đến phút cuối để thu dọn tàn cuộc, cướp đi Thiên Tinh Châu trong di hài tinh quân. Theo như suy nghĩ của đám người này, nếu có kẻ dám tranh giành thì chỉ cần nghiền ép là được. Lâm Nhất tự hỏi, với sức bền của thân thể hắn và kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong thì muốn đi đến cạnh di hài tinh quân cũng không tiêu hao bao nhiêu lực. Hắn không giống với đám người này, vừa phải dùng chân nguyên hộ thể, vừa giằng co với đám sói ma kia. Hắn không cần đến chân nguyên hộ thể, cồn cát được bao phủ bởi khói đen trước mặt không chỉ không nguy hiểm đối với hắn. Mà trái lại còn là vùng đất phúc. Sau khi đã có quyết định, Lâm Nhất hành động rất dứt khoát, hắn điểm nhẹ mũi chân xuống đất, kế đó, cả người hóa thành một luồng sáng lao về phía cồn cát. Hắn vừa xuất hiện đã khiến rất nhiều người chú ý. Khá lắm, vậy mà dám đơn thân độc mã xông vào đây, không sợ chết cháy bởi làn khói đen kia sao? Đáng chết, đó là Lâm Nhất. Đã có chuyện gì xảy ra với hắn? Sương mù màu tím trên người hắn vậy mà sinh ra thánh huy, có cảm giác mạnh hơn rất nhiều so với trước khi tiến vào mật cảnh. Thì sao, dù không bị nướng chết thì cũng sẽ trở thành bữa ăn của sói ma cốt. Bằng vào hắn mà đòi cướp đi Thiên Tinh Châu à, tên nhóc này đúng là ngây thơ mà. Dưới rất nhiều ánh mắt soi mói, Lâm Nhất được thánh huy bao bọc, cả người hắn đáp xuống cồn cát nhanh như tia chớp. Nhưng thảm trạng mà mọi người dự đoán lại không hề phát sinh. Hắn vọt đi cực nhanh trong khói đen, thậm chí còn không cần dùng đến chân nguyên hộ thể. Cứ như vậy, hắn lao đi một cách nhanh chóng, bỏ lại rất nhiều người phía sau, dần tiếp cận bộ di hài tinh quân kia.
cút ngay. Có vài con sói ma cốt không có mắt vọt về phía hắn, nhưng còn chưa đến gần thì đã bị một quyền đánh nát. Ma cốt mà chúng vẫn luôn kiêu ngạo lại không chịu nổi một kích của Lâm Nhất. Sau khi uy lực của Thương Long tản ra, dấu ấn màu tím trên mi tâm cực kỳ bắt mắt, giữa sương mù màu tím, Lâm Nhất một thân áo xanh hệt như một gốc sen yêu tuyệt thế. Mắt hắn bắn ra tia lửa điện, trước cái nhìn chăm chú của hắn, không hiểu sao đám sói ma lại có cảm giác rét run, vội chủ động nhường đường. Việc này, mọi người nhìn mà chấn động, khói đen và cả sói ma đều không cách nào ngăn nổi Lâm Nhất. Đám yêu thú này, Lâm Nhất cũng sững sờ, hắn còn chuẩn bị đại chiến với đám sói ma cốt này một phen đấy, nào ngờ bản thân chỉ phóng thích một chút hiệu uy từ Thương Long mà đã có thể trấn nhiếp được bầy yêu thú hung ác này rồi. Khóe miệng hắn bất giác run lên, không biết Thương Long cửu biến của hắn khủng bố đến mức nào, một khi không có kiếm ý áp chế, quả thật nó rất đáng sợ. Trong cái nhìn của sói ma cốt, có khi nào tên này là yêu thú biến hình hay không? Nói một cách nghiêm túc thì Thương Long cũng là yêu thú, có điều huyết mạch của nó tôn quý hơn, đứng ở trên cao nhìn xuống bầy thú, càng tỏ rõ sự thần thánh. Lệ khí từ trong xương nó lại có thể trấn nhiếp được uy áp của đàn thú thượng cổ. Lâm Nhất không có thời gian để suy nghĩ, vội xông qua đàn thú, kiếm ý trào dâng hung hăng va vào luồng uy áp phát ra từ Di Hải Tinh Quân. Trong lúc va chạm, mặt Lâm Nhất như quan ngọc, góc cạnh rõ ràng, hệt như một thanh kiếm vừa kiêu ngạo lại vừa sắc bén, không ngừng tiến lên phía trước. Ông. Hắn càng tiến đến gần, lực chấn động trong không khí càng thêm mạnh mẽ, âm thanh vù vù vang lên không ngớt. Trao đảo. Sau 10 bước, một chuyện kỳ quái đã diễn ra, Di Hải Tinh Quân đang ngồi khoanh chân bỗng rũ đầu xuống. Cái đầu kia lắc lư mấy cái rồi rơi xuống, lăn đến cách chân Lâm Nhất không xa. Đầu lâu chỉ còn lại khung xương, tuy vậy, nhưng bên trong đó được rót vào âm lôi cuồn cuộn, ô quang sáng chói. Sắc mặt Lâm Nhất tối sầm, hắn nhìn thấy lệ khí ẩn sâu trong hốc mắt của đầu lâu. Lão già này đúng là tàn nhẫn, đến lúc chết vẫn còn nghĩ đến việc mưu hại đời sau. E là lúc còn sống, ông ta cũng không phải dạng lương thiện gì. Ngay lập tức, mọi âm thanh đều biến mất, hiển nhiên, mọi người đều bất ngờ khi thấy cảnh tượng như vậy. Hề hề, tên nhóc này dẫm mìn giúp chúng ta rồi. Chợt, mọi người cười ồ lên, ai cũng nghĩ Lâm Nhất là một tên hống hách ngang ngược, vậy cũng hay, cuối cùng hắn sẽ bị nổ chết tươi. Ha ha, kiếm nô, không ngờ đấy, uổng cho ngươi vẫn luôn ngông cuồng và kiêu ngạo, xem thành Thiên Lăng chúng ta là chỗ không người. Giờ thì báo ứng đến rồi đấy. Hừ, lòng người chưa đủ rắn nuốt voi. Trước kia người chém giết những yêu nghiệt bảng trong của thành Thiên Lăng ta, làm nhục yêu nghiệt của thế gia thành Thiên Lăng. Dù cái đầu lâu này không nổ chết ngươi thì món nợ máu kia, ngươi nhất định phải trả bằng máu. Mật cảnh kiếm tông vốn không phải nơi mà một tên kiếm nô như ngươi có thể đặt chân đến đâu. Một đám võ giả thành Thiên Lăng đồng loạt hiện thân, trên môi là nụ cười khẩy. Trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Bọn họ đều là võ giả của thế gia Kim, Trần, Cổ Tần, có nhân tài kiệt xuất, cũng có những cao thủ lâu năm, tất cả đều hận Lâm Nhất thấu xương. Nhìn thấy hắn rơi vào tình thế túng quẫn, cả bọn liền ùn ùn kéo đến, bày ra vẻ mặt phấn khích không thôi. Nếu tin Lâm Nhất bị nổ chết được truyền ra ngoài, e là sẽ tạo thành rúng động, có rất nhiều người sẽ vì chuyện này mà cười khoái chí. Trong lúc đám người kia đang cười nhạo, ô quang bên trong đầu lâu ngày càng sáng chói, âm lôi cuồn cuộn, mắt thấy đã sắp phát nổ. Đầu của một người chết mà thôi, có tất yếu phải vui mừng vậy không? Sắc mặt Lâm Nhất rất bình tĩnh, sương mù tím ảo ảo tuôn ra khắp người hắn, tia lửa điện đùng đùng không dứt. Giờ phút này, hắn không hề áp chế uy lực của Thương Long trong cơ thể, mà để mặc nó được phóng thích. Phút chốc. Da thịt toàn thân Lâm Nhất phát ra ánh sáng lóng lánh, hào quang tràn ngập, sương mù tím sáng chói, luồng uy lực Thương Long kinh khủng đến mức tận cùng cứ thế trấn áp âm lôi bên trong đầu lâu. Nếu đã thích thì tặng cho các ngươi đấy. Vừa dứt lời, Lâm Nhất liền vung chân đá cái đầu lâu kia ra ngoài. Ô quang bùng nổ, đầu lâu bay lên, vạch ra một luồng sáng hoàn mỹ, hướng về phía đám nhân tài kiệt xuất cùng các cao thủ lâu năm của các thế gia. Không. Mẹ kiếp,
đồ khốn. Nụ cười trên mặt đám người kia chợt cứng lại, cả đám bị dọa xanh mặt, liền chửi đồng lên. Lôi quang ảo ảo tuôn ra từ đầu lâu, bắn ra mấy trăm trượng, trông vô cùng chói mắt. Năng lượng kinh khủng kia khiến người ta nhìn mà cảm thấy lòng lạnh lẽo. Phút chốc, không chỉ các võ giả đến từ bốn thế gia lớn, Tần, Kim, Trần, cổ của Thành Thiên Lăng tái mặt, chửi đồng, mà vô số cao thủ đang ẩn mình trong bóng tối cũng hoảng sợ, vội vàng viễn đột. Ầm, ầm, ầm. Đầu lâu phút chốc bay vọt lên, đất rung núi chuyển, bụi đất mù mịt tạo thành những đám mây hình nấm sộc thẳng lên trời, sau đó là từng luồng ô quang bắn ra, khiến lòng người hoảng sợ. Phụt. Có hơn 10 cao thủ lâu năm cùng nhân tài kiệt xuất, là hậu bối của các thế gia lập tức bị nổ chết ngay tại chỗ, vài người đã kịp thoát đi nhưng vẫn bị chấn cho mình đầy thương tích, thê thảm không thôi. Ngoại trừ một vài người bình yên vô sự một cách khó tưởng, gần như những kẻ đứng ra trêu cợt Lâm Nhất Đền gặp nạn, hơn nữa còn hết sức bi thảm. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Không lâu trước đó, đám người này còn cười Lâm Nhất dẫm mìn dùm mình, cả đám nhảy ra châm chọc rồi khiêu khích, cứ như chắc chắn Lâm Nhất không chết thì cũng tàn phế. Nhưng một khắc sau đó, cục diện liền thay đổi, chuyện bẽ mặt đến quá nhanh, khiến mọi người đều rơi vào trạng thái ngơ ngác. Ông. Dư chấn hỗn loạn, trong không khí có một luồng năng lượng cực lớn đang không ngừng rung chuyển, cồn cát vốn là mảnh đất chôn xương, đám võ giả đang giãy giụa chém giết trong khói đen càng thêm chật vật, cả bọn cố nén giận mà ngăn cản những tác động từ dư chấn. Còn về đàn sói ma cốt thì càng thảm hơn, cả đám ào ào phủ phục trên mặt đất, hiển nhiên là bị ô quang bùng nổ dọa sợ mất mật. Sắc mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, thế nhưng từ tận đáy lòng hắn lại rung động không nhỏ. Thật nguy hiểm nếu hắn không kịp đề phòng, bị nổ một phát thì sợ là có chiến thể thương long cũng khó mà chống đỡ nổi. Dù không chết thì chiến lực cũng sẽ bị giảm bớt rất nhiều. Trên bệ đá, thi cốt không đầu vẫn ngồi khoanh chân như trước. Sau khi mất đầu, nó đã lập tức hủ hóa, lộ ra xương cốt toàn thân. Bộ xương kia cứng rắn như kim cương, lộ rõ sự thần kỳ, đồng thời mang theo uy áp cực kỳ to lớn. Ở ngực ông ta, chuôi kiếm gãy kia càng thêm bắt mắt, thân kiếm đầy những vết rỉ, trông cực kỳ rách nát. Nhưng có ai ngờ, rất nhiều năm về trước, chuôi kiếm gãy này đã một kích chém chết tên tinh quân tàn ác và cực kỳ ngoan độc trước mắt. Nhìn xương trắng chất thành đống trên cồn cát, đó đều là đệ tử của kiếm tông, có lẽ không có trường hợp ngoại lệ, tất cả bọn họ đều chết trong tay người này. Tinh quân thật sự là một tồn tại để mọi người hướng đến. Dù đã chết nhưng vẫn có thể dùng đủ loại thủ đoạn, chỉ cần không cẩn thận một chút thì e là phải vùi thây nơi đây. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, ngay vị trí tử phủ của Di Hài, có một viên sét ô quang phong cách cổ xưa đang lơ lửng. Đó chính là mục tiêu của hắn lần này, Thiên Tinh Châu, thứ mà chỉ có cảnh giới tinh quân mới có thể cô đọng được. Đắc tội! Hắn cũng không có bao nhiêu ấn tượng tốt với người này. Nên chỉ thờ ơ nói một câu rồi tiến lên trước định lấy đi Thiên Tinh Châu. Vù vù vù. Phút chốc, vô số ánh mắt để dồn về phía Lâm Nhất, mang theo sát ý dữ dội. Đây chính là Thiên Tinh Châu, thứ có giá trị liên thành, chỉ có thể ngộ không thể cầu, vậy mà hiện tại sắp bị Lâm Nhất cướp đi. Rất nhiều người không cam tâm, bất giác, sát ý bùng nổ. Nhưng thảm trạng của đám nhân tài kiệt xuất thế gia trước đó đã khiến mọi người không dám làm liều. Một là vì kiêng kỵ thực lực của Lâm Nhất, hai là vì sợ hãi, bởi không ai biết được di hài của tinh quân còn có thủ đoạn nào khác không. Vèo. Thình lình, bộ thi hài tràn đầy tử khí kia duỗi tay ra với tốc độ nhanh như chớp, năm ngón tay khô quắc như rễ cây nắm chặt lấy cổ tay Lâm Nhất. Tốc độ của xương khô quá nhanh, tuy Lâm Nhất đã cảnh giác nhưng vẫn không tránh thoát được. Toàn thân Lâm Nhất tràn ngập xương mù màu tím, lực lượng thương long bùng nổ. Uy áp khủng bố từ thương long đánh úp đến, hòng muốn thoát ra. Lâm Nhất trở tay khống chế đối phương, muốn ném cả bộ hài cốt lên không. Nhưng di hài cổ xưa vẫn ngồi khoanh chân trên mặt đất hệt như một gốc cây đã mọc rễ. Thứ mà hắn muốn ném đi không còn là một bộ hài cốt, mà chẳng khác nào một quả núi. Đáng chết! Nhưng hắn kinh ngạc khi phát hiện mình không thể thoát ra được. Năm ngón tay bao phủ bởi ô quang đã hoàn toàn nắm chặt lấy hắn. Ha ha,
tiện chủng nam vực hèn mọn mà cũng muốn cướp thiên tinh châu của lão phu ư. Chuẩn bị chịu chết đi. Có tiếng cười quái dị quẩn quanh trong đầu Lâm Nhất, đó là một luồng chấp niệm dữ tợn, dù người này đã chết 3.000 năm nhưng nó vẫn không cách nào tiêu tán, mà ẩn chứa oán khí ngập trời cùng sát ý nồng nặc. Cút! Cái danh xưng tiện chủng nam vực khiến Lâm Nhất nổi giận, hắn dùng kiếm ý tiên thiên xâm nhập vào trong đầu, cắn xé toàn bộ chấp niệm. Ha ha, nổi giận à, chuẩn bị đón nhận tử vong giáng xuống. Trước khi tiêu tán, chấp niệm kia cứ liên tục cười to. Tạch! Đột nhiên, sau lưng Di Hải có một cuộn tranh được trải ra. Đó không phải linh đồ, mà chỉ đơn thuần là sức mạnh tinh thần. Đó là loại sức mạnh mà chỉ có cao thủ cảnh giới tinh nguyên mới có khả năng cô đọng và phác họa ra cuộn tranh kinh thiên. Hơn nữa còn mang theo uy lực cực lớn. Ầm, ầm, ầm. Cuộn tranh kia được trải ra, cùng với đó, khí tức cực kỳ khủng bố cũng lan ra, đó là luồng khí tức khiến trời đất run sợ. Cồn cát đầy khói đen lập tức bùng cháy, thoáng chốc, đám cháy đã cao đến 3 trượng, âm lôi diễn hóa thành tia lửa điện, phát ra âm thanh đùng đùng không dứt, uy năng cũng tăng vọt. Rất nhiều võ giả cùng sói ma cốt bị mắc kẹt trong đó hoảng sợ kêu la, cả bọn cuống cuồng bỏ chạy giữa những âm thanh kêu gào thảm thiết. Đó là thứ gì, thật đáng sợ. Việc này cũng thật đáng sợ, chết đi nhiều năm như vậy mà vẫn có thể gọi ra chư thiên tinh tượng ư. Đây là bởi chấp niệm của Di Hải tinh quân quá sâu, tuy nhiên, suy cho cùng cũng đã chết nhiều năm, e là uy lực không bằng một phần nhỏ so với năm đó. Dù là một phần nhỏ thì một tên nhóc như Lâm Nhất cũng không thể chống lại được. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này thì lộ vẻ hoảng hốt, trước đó, bọn họ đã thật sự đánh giá thấp mức độ khủng bố của Di Hải tinh quân. Dù ông ta đã chết đi nhiều năm, nhưng vẫn đáng sợ như cũ. Không phải một người bình thường có thể tùy tiện cướp đoạt được. Còn về Lâm Nhất thì có không ít người tỏ vẻ phức tạp khi nhìn hắn. Có vết xe đổ của đám nhân tài kiệt xuất thuộc các thế gia, nên hiện tại, không ai dám trêu cợt hắn, nhưng bọn họ vẫn giữ quan điểm rằng hắn sẽ không chống đỡ được lần này. Bởi vì cảnh tượng trước mắt thật sự rất đáng sợ, cuộn tranh kia dài đến trăm trượng, vẽ một cảnh tượng vô cùng bao la, bát ngát. Có vô số ngôi sao ngưng kết thành đường và đang không ngừng dung hợp vào bức họa. Thấp thoáng có thể nhìn thấy hình dáng của một con chim hung ác, có vẻ như là lôi bằng, cả người nó tỏa ra lực lượng âm lôi. Cổ tay Lâm Nhất bị khống chế, không cách nào nhúc nhích được, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hơi thở của lôi bằng trong bức vẽ mang theo một chút võ hồn, nhưng lại tràn ngập ánh sao, chiếu sáng rực rỡ. Trong cuộn tranh, có rất nhiều ngôi sao đang không ngừng nhấp nháy và xoay tròn, mang đến uy áp lớn lao. Lâm Nhất cảm nhận được hơi thở của tử vong, cứ như một khi lôi bằng trong bức họa đầy sao kia thực sự hiện thế thì đó là lúc hắn phải chết. Hắn có chút hối hận, giờ ngẫm lại mới thấy vị tinh quân thượng cổ ở biển trăng khô quả thật rất nhân từ, thế nên mới khiến hắn chủ quan như vậy. Một tinh quân, dù đã chết thì một khi ông ta bày ra sự tàn nhẫn của mình, chắc chắn với thực lực của Lâm Nhất hiện tại sẽ không cách nào chống đỡ nổi. Không thể để ông ta triển khai hoàn toàn cuộn tranh, hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, 11 đường long văn trên người bắt đầu khởi động. Ầm ầm. Da thịt hắn như ngọc, phát ra ánh sáng long lanh, lỗ chân lông khắp toàn thân nở ra, có sương mù tím len lỏi ra ngoài. Từng sợi tóc của hắn bắt đầu tung bay và phát ra tia lửa điện lập lòe. Sương mù tím như một con sông, thánh huy quanh quẩn. Lâm Nhất giống to một tiếng, trở tay nắm chặt lấy cổ tay của xương khô, hất mạnh lên. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, sộc thẳng lên 9 tầng mây, chọc khuấy cuồng phong, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, từng khe nứt đáng sợ hiện ra, hệt như một con rắn khổng lồ đang điên cuồng lao đi, phút chốc đã kéo dài mấy ngàn thước. Hắn đang rời núi. Hắn muốn dùng sức một người để nhấc ngọn núi này lên. Cảnh tượng khủng bố này khiến người xem hãi hùng khiếp vía, chấn động không thôi. Trước mắt bao người, bộ Di Hài kia bị Lâm Nhất nhấc lên cách mặt đất khoảng một tấc. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó đã rơi xuống khiến trời đất rung chuyển. Đồng thời, Lâm Nhất cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn tái đi. Thất bại rồi. Thật đáng sợ, vừa rồi, trong một khoảnh khắc. Ta đã nghĩ hắn sẽ hóa giải được nguy cơ.
Lâm Nhất tiêu rồi. Lần này mọi người đều tỏ vẻ cẩn trọng, sau một hồi chấn động, cả đám mới nhếch miệng cười. Rõ ràng là Lâm Nhất đã hết cách, cuộn tranh kia sắp mở ra hoàn toàn, và lôi bằng được sinh ra từ trời sao kia cũng sắp xuất thế. Không được ư. Một đường long văn ẩn chứa lực bằng 9 đỉnh, một kích vừa rồi đã gần bằng 100 đỉnh, dù là một ngọn núi thì cũng sẽ bị Lâm Nhất đời đi, vậy mà Di Hải Tinh Quân lại không hề lay chuyển. Hừ, ngu ngốc, nếu lão phu còn sống, chỉ lượn một cái thôi là ngươi đã hồn phi phách tán rồi. Đồ tiện chủng Nam Vực, ngươi lại dám đụng vào di hài của ta à? Ngoan ngoãn chịu chết đi, để lão phu nói cho người biết, Tinh Quân không thể bị lăng nhục. Chấp niệm đáng chết kia lại lần nữa xuất hiện trong đầu Lâm Nhất, đồng thời còn có tiếng cười khẩy quanh quẩn. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc nó đã bị kiếm ý cắt nát, thế nhưng... Mấy chữ Tinh Quân không thể bị lăng nhục cùng với tiếng cười đáng sợ kia vẫn vang vọng không dứt. Tinh Quân không thể bị lăng nhục. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, Lâm Nhất bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nghĩ ra đối sách. Hắn quét mắt nhìn, ánh mắt rơi vào chuôi kiếm gãy trên ngực của Di Hài, chợt, hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng. Đây không phải là một bộ Di Hài Tinh Quân nguyên vẹn. Nó có sơ hở, nếu không... vừa rồi sẽ không bị hắn nhấc lên một tấc. Lôi bằng đã sắp xuất thế, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu Lâm Nhất, hắn nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm gãy kia, rồi chợt nhớ đến cảnh tượng ở núi Viêm Long, khi Tử Điện Ma Long Điểu sắp đại khai sát giới, vị cao thủ thiên phách kia đã thỉnh kiếm ý kinh thiên ngàn năm không tan để đẩy lùi Ma Long Điểu. Nam Vực, đế quốc Đại Tần, Lâm Nhất kiếm các, xin tiền bối ra tay tương trợ. Phút chốc, duệ khí lóe lên trong mắt Lâm Nhất, hắn đánh cược. Hắn từ bỏ ý định sử dụng chiến giáp thương long, mà dùng tay trái đè chặt ngón trỏ, giữ kiếm ý bao phủ, một giọt máu bổn mạnh bắn ra, rồi rơi xuống thanh kiếm gãy kia. Tên này định làm gì? Sắp chết đến nơi, không nghĩ đến việc làm gì để hộ thể, lại gào cái khỉ gì vậy? Ngu ngốc, không biết kiếm tông đã bị diệt bao nhiêu năm rồi à, làm gì có người đến che chở cho hắn? Một tông môn bị diệt thì dù nó có từng huy hoàng cỡ nào đi nữa, đến hiện tại xem như đã mất hết, chỉ còn là một đống hoang tàn mà thôi. Ta thấy tên nhóc này phát rồ thật rồi, chả khác nào thằng ngốc, hắn cho rằng một đám ma quỷ có thể bảo vệ được mình ư. Lúc này, mọi người đều lộ vẻ khó hiểu và có hơi hoang mang, đa phần đều là châm chọc và cười nhạo, cũng có một vài ánh mắt lộ rõ sự hả hê, vẻ mặt bọn họ cứ tung tăng như chim sẻ. Dù gì thì chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ, thế nên, cứ vui cười nhìn Lâm Nhất chật vật, sau đó đợi hắn chết rồi tranh giành Thiên Tinh Châu. Tên kiếm nô này, đừng có gào thét nữa, an tâm mà chết đi. Những ánh mắt nóng bỏng và dữ tợn đang ngóng trông Lâm Nhất mau chết đi. Bộp! Nhưng lúc này, kỳ tích xuất hiện. Khi giọt máu bổn mạng ẩn chứa kiếm ý tiên thiên của Lâm Nhất rơi xuống chuôi kiếm gãy kia, từng vết rỉ nhanh chóng bong ra, phút chốc, thân kiếm phát ra ánh sáng chói lóa, chiếu khắp thế gian. Kiếm ý vô thượng ào ào tuôn ra từ chuôi kiếm gãy, bế nghệ bát phương, quân lâm thiên hạ. Kế đó, một âm thanh cổ xưa vượt thời không vang vọng khắp trời đất. 8.000 năm công danh trần thế, 9 vạn dặm hào quang tung hoành, minh nguyệt trường tồn, kiếm tông bất hủ. Phút chốc, âm thanh cổ xưa mà tang thương này quanh quẩn mãi không dứt. Nó đã vượt qua thời không, làm lay động lòng người. Đám người đã đùa cợt Lâm Nhất trước đó hoàn toàn phát ngốc, bọn họ thét lên kinh sợ, cả đám như quỷ khóc sói gào, trợn tròn mắt mà nhìn. Minh Nguyệt trường tồn, kiếm tông bất hủ. Thành công rồi. Gương mặt tái nhợt của Lâm Nhất nhanh chóng xuất hiện sắc hồng, ánh mắt hắn lóe sáng, lộ vẻ vui mừng khó kiềm chế được. Tạch, tạch, tạch. Cuộn tranh phía sau di cốt của Tinh Quân sắp hoàn toàn mở ra, thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã bị kiếm quang sáng chói trước mặt chọc ra một khe hở, rồi nhanh chóng sụp đổ, bị chôn vùi giữa cát bụi mịt mù. Giống, giống. Con lôi bằng sắp xuất thế kia phát ra một tiếng gầm rú đầy phẫn nộ, âm thanh của nó tràn ngập sự không cam lòng. Ngay khi cuộn tranh vỡ vụn, nó đã lần nữa bị lôi ngược vào trong, trở lại biển sao mờ mịt, biến mất khỏi nơi này. Lâm Nhất lập tức cảm nhận được áp lực trên người được giảm bớt rất nhiều, uy áp từ Di Hài Tinh Quân đã xuất hiện sơ hở cực lớn.
Nó như một ngọn núi cao lung lay chợt đổ, có vô số tảng đá lăn xuống. Tinh quân không thể bị lăng nhục. Lâm Nhất nhếch mép cười lạnh, tia sáng sắc bén bắn ra từ trong mắt hắn, giọng hắn cực lạnh, ma quỷ mà cũng thích nói khoác, phá cho ta. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, mười đường long văn lập tức hội tụ, phút chốc, sương mù tím như sông, thánh huy ào ào tuôn ra, lực lượng trăm đỉnh lại lần nữa được phóng thích. Ầm ầm. Di hài tinh quân trước đó khó có ai bì nổi, vẫn luôn kêu gào thân thể tinh quân không thể bị lăng nhục, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã bị Lâm Nhất nhấc lên. Không, không. Chấp niệm tinh quân vang lên trong đầu Lâm Nhất, ông ta đang cực kỳ bối rối và tức giận, lửa giận vô biên vô tận, xen lẫn đó là uất ức cực lớn. Khi còn sống bị người ta chém giết thì thôi đi, đến lúc chết rồi còn bị một tên hậu bối làm nhục, thử hỏi sao ông ta có thể yên nghỉ cho được. Nhưng ông ta chẳng thể làm được gì, đối mặt với sức mạnh cực lớn, di hài tinh quân dần cách xa mặt đất. Gân xanh ẩn hiện trên trán Lâm Nhất, hắn nghiến răng nghiến lợi, huyết khí toàn thân sôi trào, có tiếng long ngâm vang vọng. Hắn đang rời núi, hắn muốn nhấc ngọn núi này lên, mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Cút! Lại một tiếng gầm giận dữ, phong lôi cùng vang. Di hài tinh quân đã hoàn toàn bị Lâm Nhất nhấc lên, sau đó ném mạnh ra ngoài. Dầm! Di hài tinh quân cực kỳ khủng bố bị ném thẳng ra xa, bóng mờ phủ xuống, hệt như một quả núi đập mạnh xuống. Vị trí nó rơi vừa khéo đúng ngay chỗ đám người đã mắng Lâm Nhất ngốc, hiển nhiên, bọn người này vẫn còn đang chu chéo. Má, lại chơi trò này! Lâm Nhất, ngươi sẽ chết không yên! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85 Huyền.